Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video truyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 2240 đến 2249. Tập 2240. Bất quá, Chu Quỳnh nhưng không hy vọng Diệp thần liền trực tiếp mất đi, tốt nhất còn lưu một hớp nhỏ khí, như vậy mới thuận lợi bọn họ thu thập hắn máu tinh hoa, không phải sao? Một khắc sau, mấy tiếng hét lớn ở nơi này lòng đất vang lên, từng đạo vô cùng mênh mông hơi thở bộc phát ra ma uy ngút trời võ ý sợ hãi toàn bộ lòng đất ma quật phảng phất ngay tức thì trở thành một cái tu la chiến trường chu vô mộc cả người kim quang lượn lờ tay cầm một chuôi mitsubishi gai một đạo vô cùng to lớn màu vàng phù văn trôi lơ lửng ở mitsubishi đâm phía trên phù văn kia bên trong tản ra vô cùng là sắc bén tựa hồ có thể xuyên qua hết thảy đạo vận cái này vận một chút đều không yếu mà lôi phong chính là cả người âm lôi cuồn cuộn trong tay là một chuôi cái gì lớn sấm xét lượng quanh cái rìu lớn ở sau lưng mơ hồ có thể gặp một đạo đại ma hư ảnh hư ảnh này tồn tại cho dù là vậy thượng cổ đại ma thấy đều là đáy lòng hơi kinh ngạc nhìn lôi phong trong mắt không khỏi được lóe lên vẻ kinh dị hắn không nghĩ tới một cái hỗn huyết tạp chủng lại có thể kêu gọi ra viễn cổ lôi ma vương một chút hư ảnh mặc dù cái này lôi ma vương hư ảnh vô cùng là đạm bạc nhưng cũng là làm hắn kinh sợ hắn hừ lạnh một tiếng cả người thiêu đốt lên liền một tầng màu máu ma diễm nguyên bản liền vô cùng là kinh khủng hơi thở mơ hồ vẫn còn tiếp tục dâng lên cái này cổ ma cũng là muốn ở lôi phong cùng chu vô mộc trước mặt hiện ra thực lực nhưng ngay khi mấy người sắp xuất thủ ngay tức thì như là dị biến phát sinh chỉ gặp vậy lửa ma bên trong nguyên bản nửa quỳ xuống không nhúc nhích bóng người như là đột nhiên có động tác chu quỳnh con người co giúp một cái kinh hô thằng nhóc này đứng lên tất cả người óc bên trong tựa như đều có một đạo sấm sét nổ vang cái này, làm sao có thể? Diệp thần, nguyên bổn đã nặng thương tổn tới cực hạn trạng thái, một mực, đang chịu đựng thượng cổ ma đầu hành hạ à? Tại sao lại ở đây thời điểm, có lực khí bỏ dậy? Đây là, lôi la sát nạt nhỏ, thằng nhóc này, đoán chừng là biết mình ngày dỗ phải đến, muốn sắp chết phản công. Sư phụ, các vị tiền bối, lập tức ra tay, không muốn cho hắn một chút cơ hội. Lần này, đừng nói là chu vô mộc, lôi phong, chính là liền vậy thượng cổ ma đầu, đều có một ít luống cuống. Hắn mơ hồ cảm giác, thật giống như có chuyện gì không đúng lắm. Ngay chớp mắt, mấy người cùng ra tay. Lôi quang, kim quang, lửa ma, đồng thời bùng nổ, hóa là một đạo vạn diệt ánh sáng, lấy đem cái này ma quật san thành bình địa khí thế, hướng diệp thần, gào thét đi. Chu Quỳnh các người cũng ngưng mắt nhìn vậy đạo ma lửa bên trong bóng người, bọn họ ở cầu nguyện. Cầu nguyện mình công kích, có thể đánh trúng diệp thần, ầm một tiếng vang thật lớn, mấy người công kích lại là thật không có chút nào ngăn trở rơi vào diệp thần trên thân hình. Chu vô mộc, Lôi phong cùng với vậy thượng cổ ma đầu trong mắt đều là hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Thành công, bọn họ có tự tin ba người liên thủ một kích này chỉ cần trúng mục tiêu tiểu tử này sinh mệnh lực lại nghịch thiên, vậy sẽ hoàn toàn mất đi chiến lược. Quả nhiên diệp thần nhận được ba người sau một kích, toàn bộ thân thể cũng mơ hồ bắt đầu băng giải, lần nữa ngã xuống đất cái này một tí chu quỳnh đám người tim hoàn toàn để xuống trong mắt đều có nụ cười cái này đại họa tâm phúc rốt cuộc diệt trừ chu vô mộc cùng lôi phong hai mắt nhìn nhau một cái đều là âm thầm làm xong thu lấy diệp thần huyết dịch chuẩn bị nhưng vào lúc này một đạo ánh sáng bạc bỗng nhiên từ vậy trong biển lửa bộc phát ra đám người lần nữa cả kinh hướng vậy ma trận bên trong biển lửa nhìn chỉ gặp vậy ánh sáng bạc như là một đạo ngọn lửa bạc cái này ngọn lửa bạc vừa xuất hiện liền bắt đầu điên cuồng cắn nút vậy phệ linh lửa ma. Thời gian đảo mắt, màu đỏ đậm ngọn lửa cũng đã tiêu tán không còn một mống. Mà vậy ngọn lửa bạc ở cắn nút phệ linh lửa ma sau đó, tựa như cường thịnh hơn liền một phần. Vậy thượng cổ đại ma, thấy một màn này, trong mắt điên cuồng run động, hoàn toàn trợn tròn mắt à. Cái này phệ linh lửa ma, cho dù ở trên cao cổ cũng là phẩm cấp cực cao ngọn lửa, làm sao cứ như vậy dễ dàng bị cắn nuốt. Mà càng làm cho bọn họ sợ hãi phải vậy ngọn lửa bạc bên trong nguyên bản ngã xuống đất diệp thần lại lần nữa đứng lên tất cả người cũng cảm giác mình con ngươi muốn nổ muốn bay ra hốc mắt hoàn toàn không cách nào tin tưởng bọn họ thấy một màn này tại sao nhận chịu ba tên chí cường nhất kích diệp thần còn có thể đứng lên à giờ phút này vậy ngọn lửa bạc chậm rãi tàn đi ngọn lửa hơi thở biến mất thay vào đó là cường đại nguyên khí một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên ngạo đứng ở đó ma trận bên trong Cả người trên dưới lại là hoàn hảo không tổn hao gì, không có một chút vết thương. Giờ phút này, thanh niên trong mắt tràn đầy nhìn ngẫm vẻ, đánh giá chu vô mộc các người, lắc đầu nói, các ngươi là ở cho ta của lẽ sao? Chỉ bằng tầng thứ này công kích, cũng muốn giết ta. Hắn sở dĩ đi tới nơi này táng ma quật cùng vậy thượng cổ ma đầu giao thủ, thậm chí bị kẹt ở ma trận bên trong, thậm chí còn không ngừng chịu đựng ma đầu công kích, rơi vào trọng thương, đều là hắn cố ý làm. Vì chính là để cho thiên tinh các tin tức truyền ra, đem Chu Quỳnh các người đưa tới nơi này. Tần Tử Vi sở dĩ nói, hắn ở bại lộ một phần chia thực lực sau đó không thích hợp đi tìm Chu Quỳnh các người trả thù. Ngược lại không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà là bởi vì Chu Quỳnh các người tất nhiên sẽ trốn. Mặc dù Diệp Thần có thể cường thế nghiền ép Chu ra cùng với vạn quân U Cốc, diệt cái này hai cái thế lực lấy cho hỏi Chu Quỳnh cùng lôi la sát tung tích, nhưng đây không phải là Diệp Thần tính cách. Diệp Thần tự nhận là không phải người tốt lành gì, bất quá còn chưa đến nỗi làm sát kẻ vô tội cho nên hắn chỉ có thể thông qua thiên tinh các tin tức truyền ra đem chu quỳnh các người đưa ra phải thế nào dẫn dĩ nhiên là cho chu quỳnh những người này một cái giết mình cơ hội cho nên hắn mới sẽ không ngừng chịu đựng cái này thượng cổ ma đầu công kích vì chính là để cho mình chân chính rơi vào trọng thương trạng thái trong chốc lát chu quỳnh các người thật là cũng muốn nổi điên à nguyên bản còn ở mừng như điên bên trong chuẩn bị lấy đi diệp thần máu tươi mấy người trong nháy mắt từ thiên đường tới địa ngục vốn là có thể làm cho toàn bộ chu gia cùng với vạn quân u cốc có quật khởi cơ hội bảo tàng ngay tức thì biến thành một cái ác ma một cái ở bọn họ ba người dưới sự liên thủ cũng không bị thương chút nào ác ma à lôi la sát sắc mặt biến đổi đôi mắt ứ máu nhìn về phía vậy thượng cổ ma đầu quát lên là ngươi là ngươi cùng thằng nhóc này thông đồng lừa dối chúng ta trong nháy mắt chu vô mộc các người đều là sắc mặt dữ tợn nhìn về phía vậy thượng cổ ma đầu hiện tại duy nhất có thể giải thích đây hết thảy chính là diệp thần trước khi tổn thương đều là chứa vậy ma đồ trang sức sắc biến đổi đang muốn gầm thét có thể chu quỳnh như là mở miệng nói không phải hắn đừng quên thiên tinh các bên kia vậy phát ra diệp thần trọng thương tin tức thuyết minh thằng nhóc này trước là thật trọng thương vân vân chu quỳnh trong mắt run lên đầu óc bên trong xông ra một cái làm hắn vô cùng kinh hãi ý niệm hắn khó có thể tin nhìn về phía diệp thần nói chẳng lẽ là thiên tinh các thiên tinh các giúp ngươi truyền tin tức giả diệp thần cân nhắc nhìn chu quỳnh mỉm cười nói ai nói là tin tức giả ta mới vừa xác thực bị thương nặng cũng không có người quy định trọng thương lại không thể khôi phục không phải sao hắn vì dẫn dụ mấy người mắc câu quả thật làm cho mình lâm vào trọng thương trạng thái nhưng mượn nước suối vàng và bát quái thiên đan thuật sau đó chút thương thế này rất nhanh liền khôi phục một khắc sau, Diệp Thần trong tay, nhiều hơn một thanh trường kiếm, một đạo ngân hà, ở trên trường kiếm ngưng tụ, kiếm quang chớp mắt, tòa kia khốn buộc liền Diệp Thần thật lâu ma trận, lại là ở hắn dưới một kiếm liền ầm ầm bể tan tành. Thượng cổ ma đầu, Lôi Phong, cùng với Chu Vô Mộc, đều là sắc mặt cuồng biến, kinh ngạc được đều không cách nào hít thở. Cái này ma trận uy lực, bọn họ cũng cảm thụ được rất rõ ràng, vậy thủy nguyên cảnh tồn tại, đều không cách nào dễ dàng như vậy đem tan biến chứ. Có thể Diệp Thần đâu? một kiếm chỉ là một kiếm hơi hợt một kiếm liền đem cái này ma trận hoàn toàn biến thành hư không à đây nói rõ cái gì thuyết minh diệp thần thực lực cùng trước kia tin tức có ra vào chỉ ít thủy nguyên cảnh bảy tầng thiên hơn 20 tuổi bổ thiên bảy tầng thiên võ giả có thủy nguyên cảnh bảy tầng thiên thực lực cái này nghe không thể tưởng tượng nổi thật là giống như một cười nhạo có thể nhưng chân chân thiết thiết phát hiện tại bọn họ trước mắt à nguyên bản diệp thần ở cửu u thánh vương di tích bên trong còn sống đối với chu quỳnh cùng lôi la sát mà nói giống như là một cơn ác mộng một người để cho người không dám tin tưởng không thể tưởng tượng nổi ác mộng vậy có thể bây giờ nhìn lại thực tế so với ác mộng còn muốn càng kinh khủng hơn à giờ phút này sợ hãi nhất ngược lại là mới vừa vô cùng tàn nhẫn bạo ngược thượng cổ ma đầu hắn hiện tại cuối cùng ý thức được mình ở diệp thần trước mặt liền tựa như một cái thằng hề à còn hành hạ còn gấp vạn lần trả lại. đây hết thảy hết thảy đều ở đây diệp thần dưới sự khống chế à? hắn bất quá là diệp thần báo thù một con cờ thôi. một khắc sau, vậy ma đầu đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân ma khí một thịnh, liền muốn hướng ma quật ra chớp động đi. đối mặt giờ phút này cho thấy sợ hãi thực lực diệp thần, hắn đã hoàn toàn không có chống cự ý tưởng. diệp thần trong mắt sắc bén chớp mắt, nhàn nhạt, nhạt nói, ngươi không phải mới vừa còn không có tận hướng sao? hiện tại tại sao phải đi? tiếng nói vừa dứt một đạo ngân hà bỗng nhiên cùng nhau giống như kinh thiên thần lôi vậy ngay tức thì hạ xuống ở thượng cổ ma đầu trước người hồn kỹ thi triển nổi lên im hơi lặng tiếng tốc độ siêu tuyệt xa không võ kỹ có thể so sánh với mà tinh hồn chảm là hồn võ hòa hợp kỹ vậy có hồn kỹ bộ phận đặc điểm tốc độ kia cực nhanh vậy ma đầu thấy vậy sắc mặt cuồng biến hắn mới vừa tỉnh lại cũng không muốn lại chết như vậy à hắn cả người huyết quang ngay tức thì bạo tránh bắp thịt có chút khô đét lại tựa hồ đang cháy máu tươi một khắc sau một đạo đỏ tươi ma ảnh xuất hiện ở sau lưng ma ảnh kia bên trong tản ra sợ hãi ma khí cho dù là lôi phong như vậy ma tộc huyết mạch người thừa kế đều là không khỏi được trong lòng run lên ma ảnh kia vừa xuất hiện chính là một quyền hướng tinh hà kia đánh tới một quyền này chưa chân chính rơi xuống vô tận ma uy cũng đã cuộn sạch mặt đất cái này táng ma quật lại là ngay tức thì sụp đổ biến thành phế tích chu vô mộc và lôi phong trong mắt ngay tức thì hiện lên vô cùng vẻ kiên kỵ cái này ma đầu thực lực còn ở bọn họ dự đoán bên trên đổi lại là bọn họ cũng không có đem cầm có thể tiếp được kinh khủng này một quyền mà chu quỳnh lôi la sát cùng với trúc lão chính là mặt hiện vui mừng nếu như thượng cổ ma đầu một quyền này có thể chặn diệp thần kiếm quang như vậy có lẽ bọn họ cùng diệp thần còn có sức đánh một trận có thể một khắc sau đúng cái thiên địa tựa hồ đều yên tĩnh lại kinh khủng kia ma ảnh ở tinh hồn chảm kiếm quang trước mặt lại là liền một cái hô hấp thời gian cũng không có chống đỡ đến liền banh đích một tiếng hóa thành hư không kiếm quang sáng chói không trở ngại chút nào rơi vào thượng cổ ma đầu trên thân hình Phúc thử một tiếng vang nhỏ truyền vào mọi người trong tai đó là máu tươi phun trào thanh âm vô số vết kiếm ngay tức thì xuất hiện ở thượng cổ ma đầu trên thân hình viên kia đầu ngay tức thì biến thành vô số máu thịt khối vụn phân giải cái này thượng cổ ma đầu lại lại chết như vậy. Hơn nữa, liên thân hồn cũng đã hoàn toàn mất đi. vô tận dùng mình bao phủ mấy người còn lại. vậy mặt mỉm cười thanh niên, giờ phút này nhìn như phảng phất là địa ngục mà đến tử thần. chu quỳnh cùng đôi là sát đều là mặt hiện vẻ tuyệt vọng, thậm chí liền xem cũng không dám xem diệp thần một cái. bọn họ hối hận, vô cùng hối hận, thì không nên dậy bất kỳ muốn mới gặp lại diệp thần tâm tư à. hiện tại bọn họ ý tưởng chỉ có một cách xa diệp thần, cho dù cả đời đều phải trốn ở tối tăm không mặt trời chỗ sẽ không còn được gặp lại ánh mặt trời vậy không có vấn đề chỉ cần lại nữa và diệp thần gặp mặt là đủ rồi diệp thần đã trở thành bọn họ cả đời bóng mờ chu quỳnh cùng lôi la sát đồng thời hoảng sợ gấp giọng nói đi mau mau dẫn ta rời đi nơi này diệp thần trong mắt sắc bén chớp mắt thì phải lần nữa xuất kiếm hắn cũng không sẽ để cho chạy cái này hai cái sinh tử đại thủ nhưng vào lúc này hắn đột nhiên hơi sững sờ kiếm trong tay vậy ngưng trệ một cái ở giữa khâu trung bên trong chu vô mộc cùng lôi phong giờ phút này mặt không cảm giác lại là đồng thời khoát tay hướng chu quỳnh cùng lôi la sát đưa ra tuyệt mạnh linh lực tràn vào bọn họ thân thể bên trong nháy mắt tức thì chu quỳnh cùng lôi la sát cả thân lực lượng lại là bị hoàn toàn phong ấn thân thể mềm nhũn quỳ xuống trước diệp thần trước mặt hai người đều là khó có thể tin xem hướng cứu binh của mình trong chốc lát óc có chút hỗn loạn tại sao sẽ như vậy bọn họ muốn làm gì? Trúc lão thấy vậy, ha ha phá lên cười nói, Chu Quỳnh, Lôi La Sát, các ngươi lấy là cũng chỉ có ta bị cho là con chốt thí. Ha ha, ở chân chính sống chết trước mặt, các ngươi hai cái vậy đồng dạng là con chốt thì thôi. Chẳng lẽ, các ngươi thật sẽ ngu xuẩn đến cho rằng, Chu gia cùng vạn quân U Cốc sẽ vì các ngươi, hợp lại lần trước các cùng Diệp Thần như vậy yêu nghiệt là địch. Trong chốc lát, Chu Quỳnh cùng Lôi La Sát, tâm thần gần như tan vỡ. Cho dù là bọn họ người như vậy, cũng không cách nào chịu đựng bị người phản bội thống khổ à loại cảm giác này so chết còn khó chịu hơn gấp 10.000 lần chu vô mộc cùng lôi phong không có để ý bọn họ mà là nhìn diệp thần đột nhiên hai người lại là đồng thời quỳ xuống ở diệp thần trước mặt chu vô mộc mặt hiện vô cùng là vẻ cung kính mở miệng nói xin lỗi diệp công tử ta chu ra ra như thế chó chồng mạo phạm ngài chó này loại đáng chết chết không hết tội hiện tại tùy ý diệp công tử xử trí mời diệp công tử không muốn giận cá chém thớt đến chu gia lôi phong cũng là nói ta vạn quân u cốc giống như vậy cho rằng lôi la sát đắc tội ngài hẳn thiên kiếm vạn quả mời diệp công tử không muốn giận cá chém thớt ta âm lôi bộ tộc đi về sau ta hướng diệp công tử cam kết ngài chính là ta vạn quân u cốc khách quý hữu dụng đạt được ta vạn quân u cốc địa phương chỉ cần ngài một câu nói dứt lời hai người hai mắt nhìn nhau một cái đồng thời đem một cái túi đựng đồ thả ở trên mặt đất Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, vung tay lên đem vậy hai cái túi đựng đồ, hấp thu vào liền trong tay, thần niệm đảo qua, trong mắt không khỏi được thoáng qua vẻ kinh ngạc. Chu gia này và Vạn Quân U Cốc, xem ra là đã sớm làm xong xấu nhất dự định, lại đã chuẩn bị nhiều thiên tài địa bảo, chữa thương đan dược những vật này. Số lượng này bảo vật, đối với Chu gia cùng Âm Lôi bộ tộc nội tình mà nói, cũng không tính là một cái con số nhỏ, có thể nói là hai nhà này gần phân nửa gia tài. Bọn họ ngược lại là bỏ được, Diệp Thần nhận cái này hai cái túi đựng đồ, trầm mặc, mà Chu Vô một cùng lôi phong sắc mặt cũng là khẩn trương lên. Kiến thức Diệp Thần một kiếm trong nháy mắt giết vậy thượng cổ đại ma sau đó, cái này hai người thủy nguyên bảy tầng thiên cường giả đã hoàn toàn mất đi cùng Diệp Thần giao thủ ý tưởng, bọn họ bây giờ muốn chỉ có cầu xin Diệp Thần nhân từ thả qua bọn họ, thả qua bọn họ thế lực sau lưng. Đây là Diệp Thần chậm rãi mở miệng nói thả qua Chu gia cùng với vạn quân u cốc âm lôi bộ tộc có thể hắn nguyên bản cũng chưa có muốn đối với Chu gia và Vạn Quân U Cốc làm những gì. Chu Vô Mộc cùng Lôi Phong, ngay tức thì đại hỉ. Mặc dù Chu Quỳnh và Lôi La Sát là mỗi người bọn họ thế lực bên trong thiên tài, là tương lai quật khởi hy vọng, nhưng nói cho cùng, chẳng qua là một tên tiểu bối thôi. Thiên tài, sống lại, lại đào tạo là được. Thế giới của võ giả chính là thực tế đến tình cảnh này. Liên thân tình, ở chân chính lợi ích trước mặt, cũng là không đáng nhắc tới chu vô mộc cùng lôi phong đồng thời hướng về phía diệp thần thi lễ nói đã như vậy lão hủ liền xin được cáo lui trước đi về sau diệp công tử nếu là có dùng được cho chu ra địa phương cứ mở miệng lôi mẫu vậy cần phải trở về âm lôi bộ tộc giống vậy tùy ý diệp công tử sai khiến trong mắt của bọn họ đều là lóe lên vui mừng sống sót sau tai nạn vui mừng một xoay người liền muốn rời đi mảnh phế tích này đối với chu quỳnh cùng lôi la sát cái này hai cái hậu nhân không có một tia một hào quan tâm cũng đã là người chết, quan tâm bọn họ làm gì. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần lại đột nhiên mở miệng nói, ta để cho các ngươi đi. Tập 2241 Chu Vô Mộc cùng lôi phong, sắc mặt cứng đờ, có chút không hiểu xoay người lại nói, Diệp Công Tử không phải mới vừa nói, nguyện ý thả qua Chu ra cùng vạn quân u cốc âm lôi bộ tộc. Diệp Thần nhìn bọn họ, nụ cười dần dần lạnh như băng nói, ừ, nhưng mà, ta chưa nói, muốn tha các ngươi không phải sao. Cái này, hai người ngay tức thì kinh luống cuống diệp thần đây là ý gì diệp thần từng bước từng bước hướng hai người đi tới lạnh lùng nói nếu như ta nhớ không lầm mới vừa các người đối với ta ra tay chứ chu vô mộc cả người đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm liền vội vàng giải thích diệp công tử đây là hiểu lầm chúng ta là được vậy hai cái tạp chủng đầu độc cho nên mới diệp thần mặt không thay đổi nói ta hỏi người lý do nhìn vậy giống như sát thần giống vậy thanh niên trong chốc lát cái này hai người quát mưa gió trong ngày thường đều là vô cùng tôn quý uy nghiêm cường giả lại là đồng thời cổ họng chặn một cái liền lời cũng không dám nói thời khắc này diệp thần phảng phất là nắm giữ thiên địa đế vương vậy vô tận bá đạo đối với ta ra tay chính là chết vạn lần tội chu ra cùng âm lôi bộ tộc ta có thể thả qua các người mệnh lưu lại mạo phạm trí tôn tồn tại chẳng lẽ quỳ xuống nói lời xin lỗi bồi thượng một chút tiền tài là có thể không chết ha ha quá ngây thơ trí tôn trước mặt chỉ có giết cùng không giết tại sao khoan thứ một từ có một số việc ngươi làm không hỏi lý do như thế nào đều phải trả giá thật lớn có vài người ngươi mạo phạm bất luận biết bao hối hận biết bao về tình thì có thể lượng thứ đều phải chết tiếng nói vừa dứt cơ hồ không cho chu vô một cùng lôi phong phản ứng cơ hội một phiến ánh sao liền đem mảnh phế tích này hoàn toàn bao phủ chỉ chốc lát sau ánh sao tu luyện cái này phế tích bên trong chỉ để lại đếm cái tàn thi chu vô mộc lôi phong chu quỳnh lôi la sát trúc lão tất cả đều bỏ mình mà so sánh với chu quỳnh lôi la sát cùng trúc lão chu vô mộc cùng lôi phong vận khí coi như tốt thân hồn của bọn họ đã hoàn toàn mất đi có thể chu quỳnh ba người như là cùng xích phong sam như nhau thân hồn bị diệp thần nơi giam cầm vĩnh viễn cũng bị hành hạ tiêu diệt cái này mấy người sau đó diệp thần thở ra một cái dậy Thân hình hắn hơi cho đảo một cái, hắn có chút yếu ớt. Hắn chém chết vậy thượng cổ đại ma hắn thực dụng toàn lực, nếu như vậy hai vị cường giả cháy máu tươi đối với hắn ra tay, Diệp Thần có thể thất bại. Nhưng đối phương sợ hãi. Sợ hãi là võ giả đại kỵ. Quét mấy người tàn thi một mắt, Diệp Thần cũng sẽ lười để ý, thân hình chớp mắt, liền trực tiếp rời đi nơi này, tìm một đất bí mật tĩnh tọa khôi phục. Mà đang ở Diệp Thần rời đi sau đó không lâu, trong hư không bỗng nhiên hiện lên một đạo liệt ngân một đạo cả người huyết quang lượn quanh bóng người xuất hiện ở cái này táng ma quật phế tích bên trong một cặp tròng mắt quét qua mặt đất làm hắn thấy được vậy mấy cái tàn thi lúc đó trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn vẻ bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại khinh mịt cười một tiếng nói chu ra này vạn quân u cốc mấy người lại đã chết cái này ngược lại là tránh bổn công tử tự mình ra tay tiếng nói vừa dứt hắn lại là giơ tay lên một chiêu đem vậy mấy cái tàn thi thu vào trong túi rời đi nơi đây. Mà ở thanh niên này xuất hiện ngay tức thì, táng ma quật vùng lân cận yêu thú, lại là toàn bộ đều bò lổ ngổm ở mặt đất bên trên, tựa như đang nghênh tiếp vương giả đến vậy. Thanh niên kia trên mình, lại là tản ra vô cùng là sự hãi yêu khí chập chờn. Diệp thần từ một chỗ bí ẩn trong hang núi tỉnh lại, trong mắt lóe lên một đạo thần mang, cả người hơi thở, khôi phục được trạng thái tột cùng. Bất quá, để cho hắn có chút đáng tiếc là, sóc lão và huyền hàn ngọc như cũ lâm vào ngủ say xem trước khi tới đối chiến vậy thiên nhân vực bà nương hao phí quá đúng quá nhiều lực lượng nếu thủ vậy báo đi liền vào giả thiên ma đế gặp mặt đi cũng không biết hồng mông phúc địa những đại nhân vật kia đi ra chưa ngay tại diệp thần chuẩn bị rời đi chớp động lúc đó đột nhiên hắn thần xác động một cái lấy ra một khối ngọc bài chính là thiên tinh các thẻ khách quý giờ phút này thẻ khách quý trên truyền đến một cái tin tức lại là tần tử vi gửi tới truyền tin diệp thần thần niệm đảo qua trong đầu liền vang lên tần tử vi thanh âm nói diệp công tử ngươi cùng bách hoang chi sơn quế ra quế linh vân cô nương có thể biết hay không diệp thần thần xác động một cái nói biết thế nào tần tử vi nói quế cô nương nàng tựa hồ mau phải lập gia đình cái gì diệp thần nghe vậy nhướng mày một cái có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh liền bình phục đi xuống mặc dù ngày đó ở u vương di tích bên trong quế linh vân đối với hắn tựa hồ có chút hảo cảm nhưng trên thực tế hai người vậy cũng không có tiếp xúc thời gian bao lâu không tính là có quan hệ thế nào chỉ có thể coi là bằng hữu huống chi quế linh vân thân ở nguyệt hồn vực sợ rằng còn không biết hắn lần nữa xuất hiện tin tức hẳn còn cho rằng hắn chết ở u vương di tích bên trong cho nên quế linh vân lập gia đình tựa hồ cũng là một kiện chuyện rất bình thường hắn gật gật đầu nói biết bất quá vì sao đem việc này nói cho ta chuyện này thật giống như và ta không có quá lớn quan hệ tân tử vi nói một điểm này chính là diệp công tử nói sai rồi quế cô nương lần này xuất giá trên thực tế là bởi vì diệp công tử ngươi à và ta có quan hệ thế nào bách hoang chi sơn quế gia quế linh vân đang ngồi xếp bằng phòng ngủ bên trong tu hành số lượng cao linh khí lấy tốc độ cực nhanh sáp nhập vào nàng trong cơ thể mà giờ khác này quế linh vân tản ra hơi thở lại là mạnh mẽ được khó có thể tưởng tượng từ cửu u thánh vương di tích sau khi đi ra Mượn Diệp Thần lấy được rất nhiều cơ duyên, Quế Linh Vân tu vi đã bạo tăng đến quá nhiều quá nhiều. Tốc độ tu luyện này, trừ dùng nghịch thiên hai chữ tới hình dạng, không nghĩ tới bất kỳ những thứ khác hình dung từ. Một loại vô cùng là thâm trầm, yêu dị hơi thở, bao phủ ở Quế Linh Vân quanh thân, chính là Thiên Quỷ huyết mạch hơi thở. Quế Linh Vân mặc dù có thể tiến bộ được như vậy nhanh chóng, chính là nhờ vào ngày này quỷ huyết mạch. Ngay tại lúc này, ngoài cửa, vang lên tiếng gõ cửa. Quế Linh Vân đem công pháp vừa thu lại, mở miệng nói, đi vào. Một tên nha hoàn đẩy cửa vào, đối mặt Quế Linh Vân, nàng như là lộ vẻ được có chút sợ hãi, tiểu tâm rực rực nói, tiểu thư. Hoàng công tử để cho nô tỳ mang đến một câu nói, hắn nói ngài muốn hắn làm chuyện, hắn đã làm được, xin tiểu thư nhớ giữa các người ước định. Quế Linh Vân nghe vậy, vậy nghiêng nước nghiêng thành mặt đẹp tựa hồ dâng lên vô tận sương tuyết. Tên kia nha hoàn thấy vậy, bả vai khẽ run một tí, trên mặt hiện lên vô cùng là sợ thần sắc. Tiểu thư từ lúc cái đó u vương di tích sau khi trở về liền một mục, mục cho người một loại vô cùng là cảm giác lạnh như băng, tựa như không có cảm tình như nhau, giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Hôm nay Quế Linh Vân trong mắt đã sớm không có như vậy mát mẻ cùng tinh khiết, còn dư lại chỉ có băng hàn cùng ác liệt. Nàng cả người tựa như cũng hóa thành một tòa băng tuyết pho tượng vậy. Quế Linh Vân nhàn nhạt, nhạt nói, biết, lui ra đi. Nha hoàn kia nghe vậy như được đại xá vậy, vội vàng lui ra ngoài cửa. Đây là một đạo thanh âm cô gái ở quế linh vân đầu óc bên trong vang lên nói linh vân ngươi thật muốn làm như vậy cần gì phải cùng cái này hoang cực huyền thanh âm này chính là ở u vương di tích xem nhẹ qua diệp thần thanh y thanh y tồn tại và huyền hàng ngọc và sóc lão có chút tương tự chỉ bất quá không có cường đại như vậy thôi trước đó vài ngày thanh y bởi vì một lần bất ngờ lâm vào ngủ say đối với đoạn thời gian này chuyện gì xảy ra cũng không biết nhưng quế linh vân nói cho nàng một chuyện đó chính là quế linh vân cùng bách hoang chi sơn trên thực tế người thống trị hoang gia đệ nhất thiên tài hoang cực huyền tới giữa có một cái ước định một cái liên quan tới quế linh vân hôn sự ước định đó chính là nếu như hoang cực huyền ra tay đánh chết chu vô mộc chu quỳnh lôi la sát lôi phong trúc lão các người nàng liền muốn gả cho hoang cực huyền hoang cực huyền bách hoang chi sơn từ trước tới nay kinh khủng nhất yêu nghiệt một trong truyền thuyết hắn thừa kế cao nhất yêu tộc huyết mạch truyền thuyết hắn tuổi tác không tới một ngàn tuổi Liên có vượt qua hoang gia gia chủ thực lực. Liên quan tới hoang cực huyền truyền thuyết quá nhiều quá nhiều. Bất quá, hoang cực huyền căn bản ở bên ngoài lộ mặt, vậy rất ít hiện ra thực lực, cho nên hắn thậm chí không có leo lên thần tinh bảng. Nếu như người khác xem ra Quế Linh Vân có thể gả cho hoang cực huyền nhất định sẽ vô cùng vui mừng, nhưng Thanh Y cũng không như thế cho rằng. Cái này hoang cực huyền nhìn như rất nghịch thiên, nhưng Thanh Y biết hắn vẫn là không xứng với Quế Linh Vân thiên quỷ huyết mạch ở Quế Linh Vân từ di tích trở về sau đó, cái này Hoang Cực Huyền không biết là nhìn ra cái gì, liền bắt đầu điên cuồng theo đuổi Quế Linh Vân. Nhưng, Quế Linh Vân nhưng cho tới bây giờ không có đáp ứng, có thể hiện đang tại sao thay đổi chủ ý. Quế Linh Vân mắt đẹp nhỏ tránh nói, bởi vì, ta bây giờ thực lực còn chưa đủ để đánh bại Chu Gia Chu Vô Mộc, cùng với âm lôi bộ tộc lôi phòng. Thanh Y nói, lấy ngươi thiên phú, Chu gia cùng vạn quân u cốc, sớm muộn cũng chẳng qua là dưới bàn chân một viên bụi đất mà thôi, vì sao phải gấp gáp như vậy? Quế Linh Vân trầm mặc chốc lát, lần nữa mở miệng nói, "Thanh y, Hoang Cực Huyền nói cho ta ta một cái tin." Hắn nói, "Diệp thần còn sống." "Cái gì?" Thanh y khó có thể tin nói, "Làm sao có thể?" Ngày đó, hắn rõ ràng. Quế Linh Vân nói, "Hắn nói Chu Quỳnh cùng Lôi La Sát đang mang Chu gia trưởng lão cùng với Âm Lôi bộ tộc cường giả Lôi Phong ám sát Diệp thần, ta nhất định phải cứu hắn." Thanh y nói, "Vạn nhất, hắn là lừa gạt ngươi làm thế nào?" Quế Linh Vân mặt đẹp bên trên, đột nhiên hiện lên vẻ cười khổ nói, cho dù hắn là lừa gạt ta, ta cũng muốn tin tưởng. Thanh Y, ngươi biết không? Đoạn thời gian này, cho tới nay, ta lớn nhất nguyện vọng chính là nghe được Diệp Thần còn sống tin tức. Vừa nói, nàng lần nữa khôi phục thần sắc lạnh như băng nói, bất quá, cho dù đáp ứng cửa hôn sự này, ta cũng sẽ không để cho hắn đụng ta một đầu ngón tay. Quế Linh Vân trong lòng, cuối cùng cũng chỉ có Diệp Thần một người. Dù là Diệp Thần không thích nàng, là một người nữ sinh thấy qua một cái trình độ cao nhất ưu tú thiên tài, vậy sau này gặp tất cả người đàn ông cũng chỉ sẽ trở thành là hắn nền. Trong hang núi, nghe xong Tần Tử Vi mà nói, Diệp Thần không khỏi được nhẹ thở dài một cái nói, vì ta, đây cũng là cần gì phải, ta đỉnh hơn đem nàng làm bạn bè mà thôi. Không thể không nói, thiên tinh các thật sự là thủ đoạn thông thiên, liền bách hoang chi sơn bên trong sự tình phát sinh cũng có thể biết rõ được rõ ràng. Mà Tần Tử Vi cũng đem phát sinh hết thảy nói cho Diệp Thần bao gồm quế linh vân đối với hoang cực huyền cự tuyệt cùng với vì hắn mà cùng hoang cực huyền quyết định ước định còn nữa diệp thần rời đi sau đó hoang cực huyền đột nhiên xuất hiện lấy đi chu vô mộc các người thi thể là một đây cũng quá hèn hạ đi người là người giết hiện tại liền lấy thi thể chứng minh diệp thần trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một món hàn mang nói tần cô nương cái này hoang cực huyền là thực lực gì hoang cực huyền không có đánh chết chu vô mộc các người nhưng mang đi bọn họ thi hài muốn làm gì có thể tưởng tượng được. Cuộc hôn lễ này, Diệp Thần phải ngăn cản. Tần tử vi thanh âm bên trong, nhiều một phần ngưng trọng nói, hoang cực huyền, là nguyệt hồn vực duy nhất một có thiên tinh các thể khách quý người. Diệp Thần con người co giúp một cái. Hắn biết, thiên tinh các thể khách quý, vậy chỉ ở dương chân vực phát cho, mà ở nguyệt hồn vực cùng với tinh tuyền vực, chỉ có vô cùng thiếu người có thể có được cái này thể khách quý. Những người này đều có một cái đặc điểm, đó chính là Thiên phú võ đạo cực kỳ nghịch thiên. Giống như Diệp thần, có đánh bại Hàn Tử Anh chiến tích, mới lấy được một tấm thẻ khách quý. Nguyên bản, hắn còn có chút kỳ quái, Hoang Cực Huyền là làm sao biết Chu Vô Mộc các người muốn tới đuổi giết mình, hiện đang nghi ngờ mở ra. Có thiên tinh các thẻ khách quý có thể biết rất nhiều tin tức. Bất quá, Tân Tử Vi vì sao không có nói thẳng ra Hoang Cực Huyền thực lực? Chẳng lẽ, bởi vì cái này khách quý thân phận, nàng không thể tiết lộ cho mình? Tần Tử Vi tiếp tục nói, liên quan tới người này thực lực cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Bởi vì, hắn xuất thủ số lần, chân thực quá thiếu, nhưng là, căn cứ ta nắm trong tay tình báo suy đoán, người này, chỉ ít có thủy nguyên 7 tầng thiên thực lực, thậm chí cao hơn, nếu không, cũng sẽ không dự định đối với Chu Vô Mộc các người ra tay. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, lần nữa hỏi, khoảng cách hôn lễ bắt đầu, còn có nhiều ít ngày. Tần Tử Vi nói, hôn lễ, định ở hai ngày sau. Hai ngày khi đó, sóc lão và huyền hàn ngọc có thể còn chưa tỉnh lại. diệp thần hôm nay thực lực kém không nhiều có thể nghiền ép giống vậy thủy nguyên cảnh bảy tầng thiên, nhưng đối mặt như vậy có thể ở bảy tầng thiên vực cấp yêu nghiệt, hắn chỉ có thể nói có sức đánh một trận lại không thể bảo đảm thủ thắng. hơn nữa, cái này hoang cực huyền thực lực thậm chí có thể ở bảy tầng thiên bên trên. ngay tại lúc này, huyền hàn ngọc thanh âm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, ta hiện tại còn không coi là ngủ say, chỉ bất quá ta lực lượng không thể giúp người. Diệp Thần gật đầu một cái, không có bất kỳ trách tội huyền hàn ngọc ý. Vẫn là mình quá yếu. Tần Tử Vi tự hồ nhìn thấu Diệp Thần ý tưởng, mở miệng nói, Diệp Công Tử, nếu là muốn trong vòng thời gian ngắn, nhanh chóng tăng lên thực lực, ta có một cái đề nghị. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, là cái gì? Hắn tới nơi này, càng nhiều hơn chính là muốn tăng cường thực lực, dẫu sao đổ thánh đại hội càng ngày càng gần. Tần Tử Vi nói, Diệp Công Tử thực lực. Tựa hồ cùng Long tộc có một phần chia quan hệ mà có rất ít người biết. Dương chân vực có một vài chỗ, cách mỗi mấy chục ngàn năm liền sẽ có du đãng thái cổ Long hồn từ nơi đó đi qua. Mà ta vừa vặn biết, lập tức sẽ có một đạo thái cổ Long hồn ở nơi nào xuất hiện. Thái cổ Long hồn. Đây là Huyền Hàn Ngọc yếu ớt mở miệng nói, nghe nói, quá thời xưa có một chàng đại kiếp mất đi liền số lượng đông đảo chân long. Mà đây chút chân long sau khi chết, tan hồn hóa thành thái cổ Long hồn ở trong hư không dạo chơi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở một ít vị diện. Cái này thái cổ long hồn, đối với ngươi mà nói là đồ tốt, huyết long từ bên trong cơ thể ngươi ẩn dục, bên trong cơ thể ngươi còn có long cốt, nếu như đem hấp thu, có thể nâng cao ngươi cùng long cốt dung hợp trình độ, cứ như vậy, cho dù không có mượn sóc lão lực lượng, ngươi cũng có thể tốt hơn sử dụng cái này cả người long cốt. Tập 2242. Diệp Thần trong lòng vui mừng, bất quá, rất nhanh đè xuống tâm trạng, đối với tần Tử Vi hỏi, ngươi cần ta làm gì? Nói thật Thiên Tinh Các đã giúp hắn rất nhiều bận rộn, không thể nào một mực trắng trắng đem những tin tức này tiết lộ cho hắn. Tần Tử Vi cười nói, trên thực tế, Thiên Tinh Các vậy đánh những thứ này thái cổ long hồn chú ý, nhưng, nhưng thủy chung không có thành công, trong đó, điểm trọng yếu nhất chính là chỉ có thủy nguyên cảnh dưới võ giả mới có thể đến gần cái này thái cổ long hồn, nếu không, một khi cảm ứng được thủy nguyên cảnh trên tồn tại, thái cổ long hồn liền sẽ lập tức biến mất. Có thể, mặc dù cái này thái cổ long hồn du đãng vô số năm tháng, Tựa hồ đã sớm tán mất linh trí, có thể thực lực như cũ không thể khinh thường, thủy nguyên cảnh dưới tồn tại thì như thế nào có năng lực thu phục cái này thái cổ long hồn. Bất quá, Diệp công tử ngược lại là vô cùng là người thích hợp chọn, ta yêu cầu rất đơn giản, cái này thái cổ long hồn quanh thân sẽ xuất hiện rất nhiều kèm long hồn bảo ngọc. Những thứ này bảo ngọc giá trị không rẻ, lớn nhất tác dụng chính là luyện chế không gian loại bảo vật. Long hồn có thể thuộc về Diệp công tử, bất quá, cái này bảo ngọc hy vọng Diệp công tử có thể cho ta Diệp Thần nghe vậy, không chút do dự gật đầu nói, có thể. Cùng tăng lên thực lực so sánh, cái này long hồn bảo ngọc lại có cái gì trọng yếu. Tần Tử Vi cười một tiếng, liền đem một cái địa điểm cho biết liền Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần thân hình động một cái, liền hóa thành một đạo độn quang, hướng Tần Tử Vi theo như lời chỗ, bắn nhanh đi. Một nơi vô cùng to lớn thung lũng, bao phủ ở một phiến gió lớn bên trong, cái này gió lớn cũng không phải là thông thường gió bão trong gió hàm chứa mãnh liệt không gian hơi thở nơi này tựa hồ là vô cùng là hiếm thấy ở thực tế bên trong tồn tại không gian chảy loạn giao hội chỗ đây là trời cao bên trong truyền tới một tiếng cao minh một đầu càng khôn cảnh đỉnh cấp màu lửa đỏ chim lớn tựa hồ trong vô tình bị cuốn vào gió bão này bên trong hắn quanh thân ánh lửa bạo tránh điên cuồng vùng vẫy nhưng mấy tiếng thống khổ rên gì sau đó máu thịt xương cốt lại là ở trong gió thật nhanh tan vỡ trước liên thân hồn đều bị kinh khủng này không gian phong bạo khuấy thành nghiền cái này không gian phong bạo uy lực lại là vô cùng là sợ hãi sợ rằng giống vậy thủy nguyên cảnh võ giả bị cuốn vào trong đó đều có cực lớn nguy hiểm chỉ là cái này thung lũng nham thạch tựa hồ khá là đặc thù có thể chống đỡ cái này không gian phong bạo ăn mòn bất quá bởi vì gió bão này tồn tại cho nên cái này thung lũng bên trong cũng là trống rỗng không gặp bất kỳ sinh linh tồn tại dấu vết chỉ có vậy màu đỏ loét nham thạch ở im lặng nói ra thượng cổ trí nhớ có thể ngay tại lúc này gió bão bên trong như là bão phát ra một đạo lưu quang trên bầu trời tựa hồ có một đạo xa xa rơi xuống lại là ngay tức thì xuyên thủng vậy gió bão tường đánh vào thung lũng bên trong âm một tiếng vang thật lớn đất đá tung tóe vậy liền không gian phong bạo đều không cách nào ăn mòn nham thạch lại là bị đập nát bấy bụi mù cuồn cuộn dâng lên nhưng ngay tức thì liền bị thổi tan mà ở đó bụi mù tản đi ngay tức thì gió bão bên trong lại là hiện lên một đạo thân ảnh người này bất ngờ là một tên thần sắc lãnh đạm chàng thanh niên chính là diệp thần vậy liền càng khôn cảnh yêu thú đỉnh cấp cũng có thể tùy tiện xé nát không gian phong bạo đối với diệp thần lại tựa hồ như không có chút nào ảnh hưởng liền một vết thương đều không cách nào ở hắn trên thân thể lưu lại diệp thần ngước mắt nhìn chung quanh xác định một tí chỗ ở mình vị trí sau đó liền ngồi xếp bằng ở liền thung lũng bên bờ ngương mắt nhìn to lớn kia thung lũng dựa theo tần tử vi mà nói thái cổ long hồn liền sẽ ở đây thung lũng bên trong xuất hiện thời gian từng giây từng phút trôi qua Diệp Thần ở nơi này thung lũng bên trong, ước chừng ngồi mấy giờ. Đột nhiên, hắn cặp mắt mở một cái, hướng nơi nào đó nhìn. Chỉ gặp nơi đó không gian tự hồ nổi lên một hồi vô cùng là quỷ dị chập chờn, giống như có một đạo không gian vòng xoáy, tức sắp xuất hiện vậy. Một khắc sau, một đạo toàn thân lóe lên vàng rực, dài cỡ vạn trượng to lớn bóng người, bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Hắn con ngươi co giúp một cái, trong mắt cũng là hiện lên vô cùng là rung động thần sắc đây là một cái vạn trượng kim long. Cái này kim long trên mình mỗi một phiến miếng vậy, mỗi một chi tiết, hắn cũng có thể thấy rất rõ ràng, trừ hơi có chút trong suốt ra, cùng chân chính cự long không có chút nào bất kỳ khác biệt. Hơn nữa, hắn trên người tán phát ra oai rồng, cực kỳ cường thịnh, so với ngày đó sóc lão đều không xính hơn để cho. Đồng thời, kim long quanh thân còn lượn lờ mấy trăm cái thiêu đốt ngọn lửa màu vàng ngọc thạch, đây chính là tần tử vi nói long hồn bảo ngọc. Huyền Hàn Ngọc vui vẻ nói, Diệp Thần, ngươi vận khí không tệ, đây là một cái màu vàng cổ long hồn. Màu vàng cổ long hồn, có ý gì? Thái cổ long hồn, cũng phân là đẳng cấp, tổng cộng, 5 cái đẳng cấp, theo thứ tự là, từ kim long hồn, kim long hồn, xích long hồn, xanh long hồn, trắng long hồn. Mỗi một loại long hồn, thực lực không cùng, ẩn chứa oai rồng cũng không cùng, lấy ngươi hôm nay thực lực còn không cách nào thu phục từ kim long hồn, cái này kim long hồn là ngươi tốt nhất lựa chọn. Diệp thần nghe vậy, cũng là vui mừng. Hắn ngưng mắt nhìn vậy cự long trong mắt, chỉ gặp vậy trong mắt bên trong một phiến tĩnh mịch, đã hoàn toàn không có linh trí trói lọi. Bất quá, dù vậy, Diệp Thần thi triển rút vân ba pháp nhìn, như cũ, từ nơi này long hồn trên mình cảm ứng được thủy nguyên trung kỳ tầng thứ thực lực. Tim hắn không khỏi được hung hăng giật mình. Không có chút nào linh trí, hoàn toàn dựa vào bản năng hành động, hơn nữa, vẫn là chỉ còn lại một món tàn hồn trạng thái, như cũ có thể bộc phát ra thủy nguyên trung kỳ thực lực đây là khái niệm gì? liền giống như Diệp Thần rơi vào dựa vào bản năng trạng thái chiến đấu, không thi triển bất kỳ thủ đoạn dưới tình huống có thực lực. hắn tin tưởng, đầu này Kim sắc Cự Long khi còn sống có thể có được so với hôm nay cường đại hơn ngàn lần thậm chí còn gấp vạn lần lực lượng. Dung động đồng thời Diệp Thần cũng là cảm thấy một hồi nhỏ bé, liền lớn mạnh như vậy thấy cổ Long cũng bởi vì vậy trường kiếp nạn mà mất mạng, chỉ có thể hóa thành Long hồn không cam lòng dạo chơi vạn cổ hắn hai quả đấm âm thầm nắm chặt chặt trong lòng đối với thực lực khát vọng bộc phát mãnh liệt chỉ có có tuyệt đối thực lực mới có thể hoàn toàn nắm giữ mình vận mệnh bất quá mặc dù cái này thái cổ long hồn rất mạnh nhưng diệp thần lại có lòng tin đem chiếm đoạt ở hắn hấp thu ba cái hồn ấn lại đang thông thiên minh bia bên trong hồn đạo tiến nhiều sau đó đối mặt quỷ phách âm hồn các loại tồn tại đã có cực lớn ưu thế cho dù thủy nguyên hậu kỳ long hồn xuất hiện ở trước mặt hắn diệp thần vậy tự tin có thể đem hàng phục một khắc sau hắn thức hải bên trong hồn lực vận chuyển thì phải thi triển phệ hồn thông trời đem cái này thái cổ long hồn chấn áp nhưng vào lúc này huyền hàn ngọc như là mở miệng nói diệp thần chờ một tí diệp thần nghe vậy có chút nghi ngờ nói huyền tiên tử thế nào huyền hàn ngọc nói thiên tinh các có thể dự liệu được thái cổ long hồn xuất hiện thời gian và địa điểm thuyết minh cái này thái cổ long hồn thời gian dài tới nay cũng sẽ xuất hiện ở giống nhau địa điểm cái này long hồn mặc dù linh trí đã mất nhưng vì sao luôn là đi tới nơi này thung lũng bên trong, ngươi không hiếu kỳ tại sao không? Diệp Thần cau mày nói, có lẽ chỉ là đơn thuần bởi vì nơi này là không gian chảy loạn, giao hội chi địa. Huyền Hàn Ngọc nói, có khả năng này, nhưng nói không chừng khác có duyên. Không bằng trước đi theo cái này long hồn xem xem, nó rốt cuộc phải đi nơi nào. Diệp Thần nghe vậy gật đầu một cái, một khắc sau, thân hình chớp mắt, liền đi theo kim sắc cự long sau lưng, hướng thung lũng chỗ sâu đi hắn ánh mắt chớp động mơ hồ hiện lên vẻ hiếu kỳ dựa theo tần tử vi nói thủy nguyên cảnh dưới võ giả xuất hiện ở đây thái cổ long hồn quanh thân mặc dù không sẽ đem hù chạy nhưng lại sẽ đưa tới long hồn công kích có thể chẳng biết tại sao cái này long hồn ở trước mặt hắn lại là vô cùng yên lặng không chút nào công kích dấu hiệu huyền hàn ngọc nói có thể là bởi vì là bên trong cơ thể ngươi long cốt tồn tại để cho ngươi có long tộc hơi thở cái này long hồn có thể đem ngươi coi thành đồng loại diệp thần gật đầu một cái đi theo long hồn ở gió lớn bên trong tiếp tục tiến về trước đồng thời vậy thừa dịp cái này cơ hội đem những cái kia long hồn bảo ngọc thu vào trong túi hai tiếng sau đó diệp thần gương mặt bên trên hiện lên một vết thương hắn khẽ cao mày giờ phút này hắn đã tới thung lũng khu vực trung tâm mà nơi này không gian phong bạo vậy tựa hồ bộc phát mảnh liệt ngay tại lúc này một tiếng vô cùng là thê lương long ngâm bỗng nhiên vang lên diệp thần hơi kinh hãi chỉ gặp vậy quá cổ long hồn lại là ngẩng đầu phát ra một tiếng dài ngâm mà cùng lúc đó vậy long hồn trước lại là nổi lên một đạo gần như hư ảo cửa cửa này giống như bạch ngọc điêu trác trên đó có vô số hình rồng điêu khắc đi đôi với long ngâm cửa kia chậm rãi rộng mở trong môn bồng bềnh ra một hồi xanh sương mù một khắc sau vậy quá cổ long hồn lại là thân hình động một cái liền muốn bay vào cửa kia bên trong thảo diệp thân thấy vậy mắng nhỏ một tiếng hắn có thể còn cần cái này long hồn tăng lên thực lực à hắn có chút kinh dị không chừng nhìn vậy phiến hư ảo cửa không khỏi phải hỏi nói huyền tiên tử ngươi có thể biết cửa này là lai lịch gì huyền hàn ngọc có chút không xác định nói xanh sương mù long môn cái này chẳng lẽ là truyền thuyết kia bên trong long tộc nghĩa địa long tộc nghĩa địa cái này vậy là cái gì ngươi cũng biết long tộc thân thể là trí bảo nếu như táng bình thường mộ huyệt khó tránh khỏi gặp phải trộm cắp cho nên thái cổ lúc đó huyết mạch cao đẳng long tộc thì có một cái truyền thống chính là thân sau khi chết táng thân ở long tộc nghĩa địa bên trong cái này nghĩa địa là một phiến đặc biệt là long tộc mở ra không gian nhỏ mà hắn đặc thù chính là một đạo xanh sương mù long môn còn như long môn sau đó rốt cuộc có cái gì không có ai biết diệp thần mắt thấy vậy cự long biến mất ở xanh sương mù long môn sau đó trong mắt lóe lên vẻ do dự cuối cùng vẫn là cắn răng một cái thân hình động một cái liền hướng vậy xanh sương mù long môn bay sông lên đi cái này xanh sương mù long môn nhìn như vô cùng là quỷ dị bất quá nếu là thật là vậy long tộc nghĩa địa trong đó tất nhiên có vô số chỗ tốt. Cái này cùng cơ duyên, Diệp Thần sẽ không bỏ qua, hơn nữa, hắn nhất định phải ngăn cản Quế Linh Vân hôn lễ và đồ thánh đại hội. Bất luận biết bao hung hiểm, hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này tăng lên thực lực cơ hội. Có thể, làm Diệp Thần vọt tới vậy xanh sương mù long trước cửa lúc đó, trong môn như là bão phát ra một cổ vô cùng là cường đại lực phản chấn. Lấy Diệp Thần lực lượng cũng thì không cách nào kháng cự chút nào, liền bị lực lượng này đánh vào đổ bay ra. Hắn sắc mặt âm trầm xuống, lại không vào được. Ngay tại lúc này, Huyền Hàn Ngọc bỗng nhiên mở miệng nói, tiến vào cái này xanh xương mù long môn, hẳn cần hai cái điều kiện. Một, ủng có long tộc huyết mạch, một điểm này, ngươi có long cốt, đã đạt tới. Hai, chính là hồn phách trạng thái. Ngươi thử đem mình đổi thành là hồn thể. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt tinh quang chớp mắt, một khắc sau, ba đạo hồn ấn lượn lờ quanh thân, nháy mắt tức thì, Diệp Thần thân thể tự hồ có chút hư ảo. Mà lúc này, vậy xanh xương mù long môn đã sắp khép lại diệp thần khẽ quát một tiếng cả người linh lực điên cuồng vận chuyển ngay tức thì hóa thành một đạo lưu quang hướng long môn bay sông lên đi ngay chớp mắt vậy phiến giống như do bạch ngọc tạc thành hư ảo cửa liền đã hoàn toàn khép lại xanh sương mù chớp mắt hết thảy biến mất không gặp giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy tại chỗ chỉ còn lại có vậy vô cùng cường thịnh không gian phong bạo trừ cái này ra không có một bóng người giờ phút này diệp thần đã tới một phiến tràn đầy xanh sương mù mặt đất bên trên hắn trong mắt xuất hiện vẻ hưng phấn cái này xanh sương mù lớn bên trên, tràn đầy quần cuộn long tộc hơi thở, chắc hẳn chính là truyền thuyết kia bên trong long tộc nghĩa địa. Mà hắn chỉ sợ là vạn cổ tới nay cái đầu tiên tiến vào long mộ bên trong người sống. Diệp Thần thân hình động một cái, liền ở nơi này thượng cổ long mộ bên trong du đãng đứng lên, tìm kiếm vậy quá cổ long hồn. Đột nhiên tới giữa, hắn trước mắt sáng lên, chỉ gặp một tòa lăng viên xuất hiện ở hắn trước mắt, lăng viên bên trong là từng ngọn mộ bia, hàng ngàn hàng vạn mộ bia mà mỗi một tòa mộ bia bên trên cũng chạm trổ một cái đầu rồng. Bất quá, đầu tiên hấp dẫn Diệp Thần chú ý cũng không phải cái này mộ bia, mà là lăng viên bên trong tản ra vô tận long khí. Hắn hít sâu một hơi, nồng nặc kia long khí lại là điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Đi đôi với cái này long khí tràn vào, mình thân thể cùng vậy long cốt lại là bộc phát phù hợp đứng lên. Trong chốc lát, hắn cũng không đói hoài tới tìm vậy quá cổ long hồn chỗ, thì phải ngồi xếp bằng trên đất hấp thu cái này nghĩa địa tản ra long khí nhưng vào lúc này một đạo nặng lạnh quát hỏi tiếng bỗng nhiên ở hắn vang lên bên tai là ai gan dám xông vào cái này long mộ cấm địa diệp thần nghe vậy cả kinh cả người liên lực cù chuyển hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn có thể một khắc sau nhưng là không khỏi được hơi sững sờ chỉ gặp ở hắn trước mắt xuất hiện là một tên khá là thanh niên anh tuấn nam tử mà người thanh niên này nam tử diệp thần lại là biết điều này sao có thể diệp thần con người phóng đại thanh niên kia thấy rõ diệp thần dung mạo sau đó cũng là sửng sốt một chút có chút khó có thể tin nói diệp thần làm sao là ngươi long huyền người này bất ngờ chính là năm đó diệp thần mới vào linh võ cùng diệp thần cùng gia nhập huyền nguyệt tông long huyền sau đó hai người lại cùng nhau gia nhập liền thần cực tông về sau nữa long huyền người này tựa như hoàn toàn biến mất lúc ấy diệp thần cần phải đối mặt thiên ma cần phải đối mặt thiên viên mặc tà các người đối với bên người thiếu người ngược lại là không có để ý sau đó diệp thần thuận miệng hỏi tới qua long huyền tung tích người biết chuyện đều nói diệp thần huy hoàng để cho long huyền rõ ràng mình nhỏ yếu trước đi tìm cơ duyên cái này một tìm liền cũng không có xuất hiện nữa long huyền làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này hơn nữa diệp thần trong mắt hiện lên lau một cái vô cùng là rung động thần sắc long huyền hôm nay bất ngờ đã là một tên thủy nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại mặc dù là thủy nguyên hậu kỳ, nhưng cũng đã không thể tưởng tượng nổi đến không cách nào hình dung. Trừ cái này ra, còn có một chút. Đó chính là, Long Huyền lại là hồn thể trạng thái. Tốt một lát, Long Huyền tựa hồ mới phản ứng được, câu mày nói, Diệp Thần. Ngươi là làm sao đi vào nơi này, nơi này, chỉ có Long Tộc sau khi chết, mới có thể. Ồ, bên trong cơ thể ngươi, lại có Long Tộc hơi thở, ngươi lại có Long Cốt. Đột nhiên, Hắn ánh mắt khẽ biến nói, ngươi hay sống người. Tập 2243. Trong chốc lát, Long Huyền nhìn Diệp Thần ánh mắt cổ quái, thậm chí mang theo một chút làm người ta dựng cả tóc gáy ý, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Diệp Thần tự hồ không có phát hiện Long Huyền ánh mắt biến hóa, mở miệng nói, Long Huyền, ngươi đây là. Long Huyền khóe miệng hiện lên lau một cái tịch mịch nụ cười nói, năm đó, ta ở Linh Võ đại lục, bất ngờ bỏ mình, sau khi chết một món tàn hồn bất ngờ rơi vào cái này long mộ bên trong, trở thành cái này nơi long mộ trấn hồn ti, cái này cả người tu vi cũng là trở thành trấn hồn ti sau đó, long mộ ban trò. Diệp thần ánh mắt nhỏ tránh nói, trấn hồn ti. Long Huyền nói, theo ta tới. Vừa nói, liền hướng phương xa bay đi. Rất nhanh, hai người liền đi tới một nơi vô cùng to lớn tế đàn trước, mà mới vừa đầu kia thấy cổ long hồn đang chiếm cứ ở trên tế đàn. Long Huyền đưa tay một cái, trong cơ thể long khí mãnh liệt vậy trên tế đàn tản mát ra từng cơn linh quang điều khiển tòa tế đàn này tựa hồ khá là khó khăn cho dù lấy long huyền tu vi cũng là vô cùng cố hết sức mà ở linh quang bên trong vậy quá cổ long hồn lại là chậm rãi tiêu tán long huyền nhìn về phía diệp thần cười nói cái này chấn hồn ti xứ mạng chính là chấn an những thứ này dạo chơi ở chư thiên bên trong long hồn lăng xú chúng trong lòng không cam lòng để cho những thứ này long hồn tại cái này long mộ bên trong yên nghỉ có lại nhập luân hồi cơ hội hắn khóe miệng hiện lên vẻ khổ sở nói, kiếp này kiếp này, ta sợ rằng, chỉ có thể ở cái này long mộ bên trong vượt qua. Diệp thần cau mày nói, chẳng lẽ, không có rời đi cái này long mộ phương pháp. Long huyền cười nói, ta là chấn hồn ti, bị cái này long mộ trói buộc, nhưng ngươi, muốn rời khỏi cũng không phải một chuyện khó. Bất quá, ngươi cái này cả người long cốt, tựa hồ còn không cùng ngươi thân xác hoàn toàn dung hợp. Hán trầm ngâm chốc lát, nụ cười bộc phát thân thiết nói, có thể tiến vào cái này long mộ, là ngươi cơ duyên, nếu là ở chỗ khác muốn để cho người thân thể cùng long cốt hoàn mỹ hòa hợp chỉ sợ là một chuyện khó có thể ở chỗ này lại có thể tùy tiện làm được diệp thần nghe vậy ánh mắt sáng lên nói như thế nào làm được long huyền đột nhiên chỉ một cái tế đàn kia nói đem long hồn trấn an sau đó hồn lực sẽ đổi thành là thuần túy linh dịch là nghĩa địa vận chuyển cung cấp năng lượng mà linh dịch này sẽ hội tụ ở nghĩa địa bên trong tạo thành linh tuyền cái này linh tuyền gọi là long suối long tuyền bên trong có vô cùng là cường thịnh long khí, thậm chí có thể đem loài người huyết mạch đổi thành là long máu. Ngươi nếu như tiến vào con rồng này suối bên trong, liền có thể để cho ngươi thân thể hoàn mỹ phù hợp long cốt. Xanh sương mù bên trong có một phe thanh tuyền, cái này thanh tuyền phía trên từng cơn sương mù lượn lờ, lại là mơ hồ huyễn hóa thành hình rồng trên dưới bay lượn. Ngay tại lúc này, sương mù loạn lên, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở bên suối. Cái này thanh tuyền chính là long tuyền. Diệp Thần nhìn dưới chân vậy thanh ngọc giống vậy nước suối, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ là đứng ở nơi này nước suối bên bờ, Diệp Thần liền có thể cảm giác được mình trong cơ thể long cốt hơi run động, tựa hồ đối với chiếc long tuyền vô cùng là khát vọng vậy. Mà trong đó long khí cũng là dâng trào cực kỳ, ví dụ mới vậy lăng viên mạnh hơn thịnh trăm lần. Diệp Thần có chút không kịp chờ đợi liền muốn đi vào vậy long tuyền bên trong, có thể, bỗng nhiên, một cái tay nhưng kéo lại Diệp Thần. Một cái vô cùng tái nhợt tay, Long Huyền nhìn về phía Diệp Thần, thần sắc nghiêm túc nói, Diệp Thần, con rồng này suối tuy tốt, nhưng tiến vào trong đó cũng là vô cùng là hung hiểm. Con rồng này suối lực lượng, cường đại đến thậm chí có thể cưỡng ép thay đổi sinh linh thân thể cùng với sinh mạch, lực lượng há là có thể tùy tiện tiếp nhận. Ta biết, người thân sắc rất cường đại, bất quá, cũng chưa chắc có thể kinh được Long Tuyển An Mòn. Diệp Thần mỉm cười nói, yên tâm, ta đối với mình thân thể còn có mấy phần tự tin. Long Huyền lắc đầu nói, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn dứt lời, cổ tay hắn lộn một cái đem một quả năm màu linh châu đưa cho diệp thần nói, cái này là long tuyển bên trong tạo ra long châu, là là có thể yếu bớt long tuyển đối với thân thể ngươi tạo thành tổn thương trí bảo, đem đưa vào trong đan điền luyện hóa như vậy thứ nhất có thể bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. diệp thần nhìn vậy long châu, ánh mắt chớp động một tí, ngay sau đó đem vậy long châu cầm lên nuốt vào trong miệng, ngưng mắt nhìn long huyền nói, đa tạ. dứt lời, vừa quay người liền muốn hướng long tuyển đi, bất quá sắp tới đem bước vào long tuyền bên trong lúc đó diệp thần như là đột nhiên quay đầu lại đối với long huyền hỏi chẳng lẽ ngươi thật không có có thể rời đi nơi này phương pháp long huyền nghe vậy lắc đầu nói ta đã nhận mệnh ngươi ta có thể ở này gặp nhau cũng là duyên phận ta sẽ hết sức giúp người được diệp thần gật đầu một cái lại nữa lời nói thân hình động một cái liền rơi vào long tuyền bên trong phương vừa tiến vào long tuyền vậy thanh ngọc giống vậy nước suối liền tựa như được cái gì kích thích vậy ngay tức thì sôi trào lên rồi sau đó hướng diệp thần trong cơ thể thật nhanh phun trào diệp thần sắc mặt biến đổi một cổ đau nhức từ trong cơ thể nộ bùng nổ cho dù lấy diệp thần ý chí lực cũng là không nhịn được phát ra một tiếng thét điên cuồng giờ phút này phảng phất có mấy chục ngàn cái chân long ở trong cơ thể hắn điên cuồng cắn xé phá hư vậy long huyền trên mặt cũng là toát ra vô cùng là khẩn trương thần sắc nói thật bổ thiên cảnh võ giả tiến vào con rồng này suối bên trong và tự tìm cái chết cũng không có cái gì khác biệt. Đừng nói là bổ thiên cảnh võ giả, coi như là thủy nguyên cảnh, thậm chí còn nửa bước còn chân cảnh tồn tại, cũng sẽ bị con rồng này suối lực lượng, ngay tức thì sẽ nát. Cũng chính là Diệp Thần thể chất nghịch thiên, cùng với có long cốt, mới có một phần sống sót hy vọng. Số lượng cao máu tươi, ngay tức thì từ Diệp Thần trong cơ thể xông ra, đem vậy thanh ngọc vậy nước suối, nhuộm thành liền đỏ thấm vẻ. Bất quá, dù vậy, Diệp Thần như là vẫn còn sống trong nháy mắt long huyền mặt hiện vô cùng là vẻ kích động nói thành công diệp thần lại là cô nén đau nhức điên cuồng cắn nút một phe này long tuyền thanh bích sắc nước suối mực nước lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ xuống trước mà diệp thần tản ra long tộc hơi thở cũng là bộc phát cường thịnh đứng lên thời gian từng giây từng phút trôi qua thời gian đảo mắt đã qua mấy giờ mà giờ khác này long tuyền bên trong nước suối lại là chỉ còn lại có một phần ba mà diệp thần vậy đã sớm yên tĩnh lại tựa như long Tuyền đối hắn đã không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương mà tốc độ cắn nuốt còn đang tăng nhanh liên liên long huyền thấy một màn này đều là mặt lộ sợ hãi vẻ diệp thần ở long tuyền bên trong biểu hiện đã thật to ngoài hắn ý liệu à trên thực tế long mộ bên trong long tuyền chính là thời đại thái cổ long tộc yêu nghiệt thực tập thân thể nếu là có thể chịu được long tuyền tẩy rửa máu long tộc mạch đem sẽ tiến hơn một bước có thể từ bây giờ tình trạng xem ra Diệp Thần lại là rất có thể đem cái này một ao long tuyền hoàn toàn chiếm đoạt sạch sẽ à? Cái này, nhưng mà liền rất nhiều thái cổ long tộc bên trong cực kỳ yêu nghiệt đều không cách nào làm được chuyện. Mấy giờ sau đó, vậy long tuyền lại đã xu hướng tại khô khốc, mà toàn bộ long tộc nghĩa địa bên trong xanh sương mù cũng là đại phúc giảm thiểu. Mà Diệp Thần trong cơ thể tản ra long tộc hơi thở, thì đã đạt đến sợ hãi vô cùng trình độ. Hiện tại, so với loài người, Diệp Thần đã hơn nữa đến gần máu long tộc mạch. Luân hồi huyết mạch long tộc huyết mạch trong cơ thể long cốt cũng là cùng hoàn mỹ tương hợp. Ngay tại lúc này, cuối cùng một giọt long tuyền cũng là sắp nhập vào Diệp Thần thân thể bên trong, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, vô tận oai rồng ở trong mắt phun trào. Hắn trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, một phe này long tuyền lực lượng chân thực quá mạnh mẽ. Không chỉ là huyết dịch hắn, thân xác, thậm chí liền trong cơ thể long cốt đều ở đây long tuyền tẩy rửa dưới, cường hóa một cấp bậc. Hôm nay, nếu như Diệp Thần nguyện ý, hắn có thể tùy tiện hóa là một đầu kinh thiên cự long sợ rằng vào huyết long tới giữa phù hợp cũng là cực độ cao bên suối long huyền mỉm cười nói chúc mừng ngươi diệp thần diệp thần nghe vậy cũng là cười một tiếng đang chuẩn bị mở miệng nói gì nhưng vào lúc này một đạo năm màu linh quang đi như là bỗng nhiên bao phủ hắn thân thể ở nơi này linh quang bên trong diệp thần lại thì không cách nào nhúc nhích chút nào hắn hơi biến sắc mặt nhìn về phía long huyền nói long huyền đây là chuyện gì xảy ra Long Huyền nhìn Diệp Thần dáng vẻ, nụ cười dần dần lạnh như băng, giữ tuận nói, Diệp Thần, ngươi có thể muốn tha thứ ta à? Muốn rời khỏi cái này Long Mộ, ta chỉ có cái này một cái biện pháp, chúng ta là huynh đệ tốt, ngươi nhất định sẽ tha thứ ta có đúng hay không? Diệp Thần nghe vậy, sắc mặt mơ hồ có một phần trắng bệch, liên trong mắt đều dao động đứng lên nói, ngươi mới vừa rồi không phải nói không có rời đi Long Mộ phương pháp. Long Huyền từng bước một, hướng Diệp Thần đi tới, khoan thai nói, ta hiện tại mới nhớ, trên thực tế có một cái phương pháp có thể để cho ta rời đi cái này Long Mộ. Một khắc sau, hắn đôi mắt bên trong, bỗng nhiên thoáng qua lau một cái thâm độc phải nói, đó chính là đoạt xác. Ha 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 ha, ngươi không biết chứ? Cái này Long Mộ là một cái chỉ có người sống mới có thể rời đi địa phương à. Ta nằm mơ vậy không nghĩ tới, có một ngày có thể ở cái này Long Mộ bên trong thấy người sống tồn tại, đây là lên trời lễ vật tặng cho ta. Long Huyền nhìn vậy đã trống rỗng Long Tuyền, hơn nữa hài lòng nói, hơn nữa vẫn là một cái đem long tuyền hoàn toàn cắn nuốt hoàn mỹ thân xác diệp thần không phải ta muốn hại ngươi chỉ là vĩnh sinh bị giam cầm ở cái này nghĩa địa bên trong đó là sao chết còn còn đáng sợ hơn hành hạ à ở nơi này long mộ bên trong ta bị long mộ lực lượng trói buộc thậm chí liền chết cơ hội cũng không có tiếng nói vừa dứt hắn mặt mũi bỗng nhiên nhăn nhó nói cũng may hiện tại con rồng này suối đã bị ngươi chiếm đoạt không còn một mống long mộ lực lượng cũng có nơi yếu bớt hiện tại chính là rời đi cái này long mộ tốt nhất cơ hội một khắc sau hắn quanh thân long khí một tiếng liên hóa thành một cái vô cùng là xấu xí hắc long hướng diệp thần nhào tới có thể nguyên bản ánh mắt vô cùng giữ tợn hắc long giờ phút này như là chợt con người co giúp một cái chỉ gặp diệp thần hỗn loạn ánh mắt lại là ngay tức thì khôi phục bình tĩnh hơn nữa trong mắt còn mang một chút nghiền ngẫm cùng diệp thần ở gần long huyền đã từng có mấy lần gặp qua diệp thần như vậy ánh mắt mỗi lần diệp thần lộ ra như vậy ánh mắt hắn đối thủ tựa hồ đều phải xui xẻo vậy hắc long ánh mắt trong phút chốc liền âm trầm xuống hừ vậy long châu chính là ta trở thành chấn hồn ti sau đó lấy được trí bảo cần phải đủ để chấn áp tiểu tử này thần hồn và thân xác mới đúng hắn âm thầm hừ lạnh một tiếng xông về diệp thần tốc độ lại là tăng nhanh một phần nhưng ngay tại lúc này một tiếng long ngâm như bỗng nhiên từ diệp thần trong cơ thể vang lên. Hắc Long trong mắt run lên, chỉ gặp một đạo long hồn từ Diệp Thần nơi mi tâm bay ra, nhanh chóng phóng đại, đảo mắt tới giữa, liền biến thành một đầu toàn thân ngọc trắng, vô cùng là uy nghiêm cự long, lạnh lùng mắt nhìn xuống mình. Một khắc sau, vậy cự long lại là há miệng khạc ra một đạo cổ sáng, hướng Long Huyền đánh tới. Điều này sao có thể? Long Huyền trong mắt hiện lên vẻ khó tin, Diệp Thần trong cơ thể lại là hàm chứa một đạo long hồn. Hơn nữa, vẫn là vô cùng là cường đại long hồn. Thân làm chấn hồn Ti Long huyền biết, cái này long hồn đến từ thái cổ thậm chí còn hồng hoang. Cái này long hồn lực lượng tựa hồ suy yếu rất nhiều, nhưng ở nơi này long khí cuồn cuộn long mộ bên trong nhưng là khôi phục một chút thực lực. Mà chỉ là cái này một chút thực lực, liền đủ để đối với thân làm chấn hồn Ti Long huyền tạo thành uy hiếp cực lớn. Nhìn đạo cột sáng kia, Long huyền trong lòng lại là dâng lên một cổ vô cùng là nguy hiểm cảm giác. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, bề mặt bên trên, hắc quang tràn ngập, thao thiên lực lượng hoàn toàn bùng nổ cùng cột sáng kia đụng vào một nơi. Mặc dù có nguy hiểm, Long Huyền cũng không muốn thối lui. Bất luận như thế nào, hắn cũng phải bắt được cái này rời đi Long Mộ cơ hội. Âm một tiếng vang thật lớn, một đạo sóng địa chấn tràn ngập ra, đem Long Mộ bên trong xanh thành phố sương mù thổi tan không thiếu. Long Huyền phát ra một tiếng bị đau giống to, nhưng như là đem vậy cự long phun ra trùng tia sáng, một sông lên mà tán. Long Huyền thấy vậy, trong mắt nổi lên nồng nặc vui mừng, cười to nói: ha 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 diệp thần cái này long hồn tuy mạnh nhưng tựa hồ còn không cách nào làm sao tại ta đáng tiếc ngươi thân xác vẫn là phải thuộc về ta tất cả à phải không diệp thần nghe vậy có chút lãnh đạm mở miệng nói một khắc sau chính là thân hình động một cái chậm rãi từ vậy trống rỗng long tuyền bên trong đứng lên một đạo hồn lực chập trờn từ trong cơ thể dâng lên long huyền vậy khuôn mặt giữ tợn trên nụ cười ngay tức thì động lại tại sao có thể như vậy Diệp Thần tại sao có thể đứng lên? Hắn không phải hẳn bị mình Long Châu hoàn toàn chấn áp mới đúng sao? Nguyên bản nhanh sông thân hình cũng là bởi vì quá rung động, ngay tức thì cứng ở tại chỗ. Long Huyền trong lòng dâng lên một cổ vô cùng là dự cảm xấu. Diệp Thần khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bất quá cái này nụ cười nhàn nhạt, nhạt bên trong nhưng mang một chút vẻ phức tạp. Một khắc sau, hắn há miệng đem nguyên bản nuốt vào vậy cái Long Châu từ trong miệng khạc ra. Long Huyền sắc mặt biến đổi nói ngươi lại không có luyện hóa cái này cái long châu tại sao diệp thần ngương mắt nhìn trong tay long châu trong mắt hiện lên lau một cái nhớ lại vẻ hắn nhớ lại đi qua ở huyền nguyệt tông bên trong ở thần hòa học viện khảo hạch bên trong cùng long huyền trải qua từng ly từng tí chỉ chốc lát sau hắn phát ra khẽ than một tiếng sắc mặt bỗng nhiên ác liệt trong cơ thể cự lực cuồng trào bành đích một tiếng cầm trong tay long châu tạo thành nghiền hắn mặt không thay đổi nhìn về phía long huyền nói từ ngươi ta gặp nhau lúc đó Ta cũng biết ngươi đang gạt ta." Long Huyền nghe vậy, ánh mắt run rẩy một tí, thần sắc cũng là có chút phức tạp, tựa như không dám đối mặt với Diệp thần vậy. Hắn nhìn về phía Diệp thần sau lưng Hồng Hoang Cổ Long, trong đầu đột nhiên có một chút hiểu ra. Diệp thần ánh mắt nhỏ tránh, làm hắn ở đó tạo trước Long tộc mộ bia chi địa, chiếm đoạt long khí lúc đó, sắp lão liền ở vậy cường đại long khí bổ sung dưới, khôi phục lực lượng, lần nữa tỉnh lại. Mà làm Sóc lão tỉnh lại sau đó, nói cho Diệp thần câu nói đầu tiên chính là chú ý chấn hồn ti. Tập 2244. Sóc lão thân là hồng hoang cổ long, đối với cái này long mộ tự nhiên vô cùng rõ ràng, thậm chí hắn năm đó cũng là tiến vào long mộ bên trong thực tập một trong thiên tài. Long huyền mưu đồ, Diệp thần đã sớm trong lòng hiểu rõ, chỉ là không có điểm phá mà thôi. Sở dĩ không có vạch trần là bởi vì là hắn muốn cho vị này đã từng bạn tốt, một cái cơ hội. Hắn hy vọng Long Huyền có thể ở một khắc cuối cùng, thu tay lại. Hắn hy vọng mình có thể không cần giết hắn. Đáng tiếc, cuối cùng, Long Huyền hay là để cho hắn thất vọng. Bất quá, lúc này, Long Huyền sắc mặt lại là khôi phục bình tĩnh, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Thần, âm hàn cười một tiếng nói, "Ha ha, thật không nghĩ tới, bên trong cơ thể ngươi lại có một đạo Hồng Hoang Long hồn, bất quá, vậy thì thế nào? Cái này Hồng Hoang Long hồn lực lượng tuy mạnh, nhưng vẫn không cách nào đem đánh bại ta, ngươi vẫn là được chết. Đối với ta đem thần hồn của ngươi mất đi sau đó, ngươi thân xác vẫn là ta." hết thảy vẫn là không có thay đổi. Diệp Thần, ngươi có thể không cách nào hiểu, ngươi ta tới giữa thực lực sai biệt, có bao nhiêu to lớn. Tiếng nói vừa dứt, cuồn cuộn đen nhánh long khí, từ long huyền trong cơ thể, cuồng trào ra, hóa thành một đạo ùn ùn kéo đến to lớn long trào. Long trào này bên trên miếng vảy rõ ràng, trào mang dày đặc, tràn đầy thâm độc, sắc bén, nặng nề hơi thở, tựa như một trào, liền muốn đem toàn bộ long mộ, cũng sẽ thành phấn vụn vậy. Một chốt nhất là, long chảo này bên trong lực lượng cùng thiên đạo mơ hồ hòa hợp một chảo này tựa như không phải tới từ tại long huyền mà là do chủ trưởng thiên địa rồng thần tự mình lấy xuống long chảo dưới chúng xanh đều là con kiến hôi một chảo này vô cùng là khủng bố cho dù là sóc lão thấy vậy đều là không nhịn được khẽ cao mày bất quá diệp thần nhưng vẫn duy trì thần sắc lạnh nhạt ngưng mắt nhìn long huyền nói tin tưởng ta ta hiểu nếu như nói mới vào long mộ lúc đó Diệp Thần đối với có thể hay không đánh bại Long Huyền còn không có 10 phần nắm chặt. Hiện tại, hắn lại dĩ nhiên có thể khẳng định. Long Huyền ở chỗ này tuyệt không phải đối thủ của mình. Một khắc sau, âm một tiếng, vô tận oai rồng từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, hóa là một đạo hình rồng hư ảnh, phóng lên cao, mà sóc lão long hồn cũng là sáp nhập vào Diệp Thần trong cơ thể. Phiến phiến vảy rồng từ Diệp Thần bề mặt bên trên hiện lên, thoáng qua tới giữa, Diệp Thần liền biến thành nửa người nửa long hình thái hắn trong mắt ý định giết người bạo tránh vô cùng nặng lạnh nói nhỏ hồn thể đổi thành long huyền con ngươi điên cuồng co giúp lại đối mặt thời khắc này diệp thần hắn lại là không nhịn được sinh ra một loại muốn thần phục cảm giác vậy là tới từ phương diện huyết mạch áp chế phải biết long huyền vốn là long tộc huyết mạch cũng không có cường đại dương nào nhưng trở thành chấn hồn ti sau đó mặc dù chỉ là hồn phách trạng thái nhưng huyết mạch lực cũng là bị long mộ lực lượng thúc giục phát đến trình độ cao nhất nếu không thực lực cũng sẽ không ngay tức thì bạo tăng đến thủy nguyên hậu kỳ đem long tộc huyết mạch hoàn toàn thúc giục phát long huyền cho dù đối mặt thượng cổ long tộc vậy có tự tin huyết mạch của mình không tính là yếu có thể dưới mắt hắn lại là từ diệp thần trên mình cảm nhận được liền cực kỳ to lớn huyết mạch trên lệch tựa như đối mặt mình là vậy hồng hoang bên trong thái cổ long vương vậy điều này sao có thể cho dù là đem một ao long tuyển hoàn toàn hấp thu vậy chưa đến nỗi đem huyết mạch thăng hoa đến như vậy trình độ chứ. chí ít, loài người bình thường tuyệt đối không làm được. Bất quá, rất nhanh, Long Huyền liền lại nữa quan tâm Diệp Thần huyết mạch vấn đề. Bởi vì, ba đạo hồn ấn xuất hiện ở Diệp Thần quanh người, một cổ vô cùng là sợ hãi hồn lực chập trần hạ xuống ở cái này long mộ bên trong. Long Huyền trong mắt, ngay tức thì hiện lên vô cùng là vẻ hoảng sợ, kinh hô, ngươi làm sao có thể có như vậy minh mông hồn lực. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy, mình đã lâm vào một phiến hồn lực ao đầm bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Hắn trong mắt hoảng sợ, bộc phát mãnh liệt, cắn răng một cái, gào thét một tiếng, bề mặt bên trên nổi lên đạo đạo khói xanh, mà hắn trên gương mặt cũng là hiện lên cực kỳ thống khổ thần sắc. Có thể, hắn hơi thở nhưng bộc phát lớn mạnh. Long Huyền vì bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, lại là bắt đầu cháy thần hồn. Phổ thông võ giả, cháy thần hồn, còn có sống sót cơ hội, chỉ là thần hồn sẽ bị thương mà thôi có thể Long Huyền bây giờ là hồn phách trạng thái à? Hồn phách trạng thái, cháy thần hồn, chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Long Huyền trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, một kích này Diệp Thần và hắn chỉ có thể sống được một người, như thì không cách nào mất đi Diệp Thần thần hồn. Cho dù Diệp Thần không giết hắn, hắn vậy sẽ bởi vì cháy thần hồn mà tan thành mây khói, chỉ có đem Diệp Thần thần hồn mất đi, cướp lấy Diệp Thần thân xác, hắn mới có sống sót cơ hội. Vậy hướng Diệp Thần đỉnh đầu, chấn áp xuống long chảo bên trên hiện ra vô số xiềng xích xiềng xích bên trên minh Y rất nhiều phù văn huyền ảo minh mông thiên đạo lực cơ hồ muốn biến thành thực chất có thể đối mặt liều chết đánh một trận long huyền diệp thần thần sắc như cũ không có biến hóa chút nào long huyền tâm thần chấn động mạnh một cái nhìn diệp thần thần sắc hắn đột nhiên có một loại vô cùng là dự cảm xấu ngay tại lúc này diệp thần nhẹ giọng nói vệ hồn thông thiên bốn chữ nhưng giống như tử thần tuyên án vậy đánh vào long huyền ý thức bên trên một khắc sau một loại khí tức vô hình ở nơi này long mộ bên trong nhộn nhạo mở ở long huyền trước mắt xuất hiện một đạo vô cùng cao lớn uy thế thông thiên bóng người một đạo tay cầm hoang cổ thần kiếm quay người lượn lờ u minh hỏa long khí thế sợ hãi cự nhân hư ảnh long huyền trong mắt điên cuồng rung động hắn mặc dù không thấy rõ người khổng lồ kia mặt mũi nhưng một loại phát ra từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi như điên cuồng dâng lên hắn không muốn thừa nhận vậy gào thét nói không thể nào ngươi không thể nào là ta đối thủ. Chết, Diệp Thần, cho ta chết à? Người khổng lồ kia chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời cao bên trong rơi xuống đen nhánh long chảo giơ lên trường kiếm trong tay. Trường kiếm chỉ vung lên, nhìn như bình thường vung lên, lại tự hồ như để cho cái này long mộ bên trong thời gian, ngay tức thì ngưng trệ một cái. Ngay lập tức sau đó, uy lực kia cực kỳ nghịch thiên long chảo lại là ở dưới một kiếm này, ngay tức thì hóa thành hư không tiêu tán. Tựa như dây dán vậy, tiêu tán. Long Huyền ngây ngốc nhìn trước mắt một màn, bên ngoài thân khói xanh, càng ngày càng đậm, thân thể vậy càng ngày càng nhạt mỏng hơn. Tựa hồ vẫn là không cách nào tiếp nhận, mình thiêu đốt thần hồn trình độ cao nhất nhất kích, lại liền bị Diệp Thần như thế hời hợt nghiền ép. Diệp Thần nhìn cái này đã từng là bạn già, thở dài một cái, thần sắc có chút tịch mịch, thấp giọng nói, bạn già, đi tốt. Long Huyền nghe vậy, thân thể run rẩy một tí, ngay sau đó sắc mặt lại là khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn diệp thần, trong mắt hiện lên vẻ thư thái vẻ, mặt lộ vẻ cười khổ nói, có ngươi đưa ta, cũng coi là một loại may mắn. năm đó, hắn vì sống sót, ở hồn phách sắp tiêu tán lúc đó, tựa như bắt được dân dạ cứu mạng vậy, đó nhận trong sâu thẳm, loại nào đó ý chí chỉ dẫn, quyết định khế ước, trở thành chấn hồn ti, có thể, sau đó, long huyền mới phát hiện vĩnh sinh nhốt ở nơi này long mộ bên trong, là một loại xa so tử vong hơn nữa đáng sợ hành hạ, có thể ở nơi này long mộ lực lượng chói buộc hạ hắn liền tự sát cũng không làm được nếu không phải diệp thần đem long tuyền chiếm đoạt hầu như không còn hắn thậm chí liền cháy thần hồn cơ hội cũng không có giờ phút này tựa hồ cảm ứng được chấn hồn ti sắp chết đi long mộ bên trong mơ hồ có dòng ngâm vang vọng từng cơn quy luật lực ở trên trời bên trong hiện lên tựa hồ muốn chấn áp diệp thần diệp thần ánh mắt như là dần dần thâm trầm hắn có thể cảm ứng được cái này quy luật lực vô cùng là mạnh mẽ thậm chí có thể làm cho Long Huyền sắp tiêu tán thần hồn lần nữa củng cố lại. Bất quá hắn biết đây không phải là Long Huyền mong muốn. Hôm nay hắn duy nhất làm cho này đã từng là bạn già làm chính là đưa hắn lên đường, không là cái khác chỉ là hai người đã từng là tình cảm. Một khắc sau vô tận hồn lực phun trào, vậy đồ sộ trên người uy thế bộc phát cường thịnh đứng lên, chờ dơ tay lên ở giữa hoang cổ trường kiếm, từng đạo xiềng xích xuất hiện ở người khổng lồ bề mặt bên trên quấn vòng quanh hắn đó là long mộ ý chí đang chống cự đang ngăn trở diệp thần chém chết long huyền cảm thụ cái này cổ trói buộc lực diệp thần trên gương mặt cũng là hiện lên lau một cái miễn cưỡng vẻ ngay tại lúc này một đạo long hồn xuất hiện lần nữa hướng trời cao bên trong bay đi vừa lên tiếng cắn ở một đạo xiềng xích bên trên rắc rắc một tiếng lại là đem vậy xiềng xích miễn cưỡng cắn đứt diệp thần quát lên một tiếng lớn bắt cái này cơ hội khiến người khổng lồ kia đem trường kiếm trong tay chém một cái xuống ầm một tiếng vang thật lớn thiên địa rúng động vậy lạnh như băng kiếm phong sạch qua long huyền thân thể long huyền cảm kích nhìn diệp thần một mắt mỉm cười nói bạn già đa tạ hắn lời nói dần dần mờ ảo cùng thân hình cùng tiêu tán ở cái này vô tận xanh sương mù bên trong diệp thần đứng yên tại chỗ trầm mặc hồi lâu sau mới khẽ thở ra một hơi sóc lão hỏi thằng nhóc ngươi không có sao chứ diệp thần cười cười nói không có sao đa tạ sóc lão nếu không phải Sóc lão nhắc nhở, hắn thật có khả năng bị Long Huyền lừa gạt, đối với bằng hữu, diệt thần từ trước đến giờ vô cùng là tín nhiệm. Sóc lão nhẹ thở dài một cái nói, thời đại kia, chấn hồn ti đều là do Long tộc từ nhỏ bắt đầu đào tạo. Bọn họ tự nguyện ở sau khi chết là Long tộc mà dâng hiến, ở Long tộc bên trong, địa vị cực cao. Bất quá, dù vậy, mỗi cái chấn hồn ti cũng chỉ sẽ ở vị dù sao cũng năm thời gian, dù sao cũng năm sau đó, bọn họ liền sẽ ở Long mộ bên trong yên nghỉ. Nhưng hôm nay cái thời đại này có có thể tiến vào long mộ bên trong huyết mạch long tộc, quá thiếu, mỗi cái long mộ ý chí. Nếu như chọn chúng một tên trấn hồn ti, liền sẽ đem hắn vĩnh sinh nhốt ở nơi này long mộ bên trong, đây đối với những cái kia du đãng long hồn mà nói. Tuy là một chuyện tốt, nhưng đối với trấn hồn ti tự mình đúng là một loại vô cùng là thống khổ hành hạ. Chắc hẳn, tên này kêu long huyền tiểu tử trước khi trấn hồn ti, cũng là nghĩ hết biện pháp, tự mình kết thúc đi. Diệp thần ánh mắt nhỏ tránh nói, cái này nơi long mộ đi về sau có thể sẽ có những thứ khác chấn hồn đi. Sóc lão nói, tự nhiên sẽ có, Long Mộ sẽ xem lựa chọn Long Huyền như nhau, tiếp tục ở tất cả cái địa phương tìm thích hợp linh hồn. Hơn nữa, Long Mộ không phải chỉ có cái này một khu nhà, vậy thung lũng bên trong nhập môn, là kể cả Long Mộ cửa, cũng có thể liên tiếp đến cái khác Long Mộ. Nói xong, sóc lão thanh âm bên trong, đột nhiên hiện lên vẻ mừng rỡ ý nói, thằng nhóc, thật không nghĩ tới, ngươi lân hồi huyết mạch lực lượng lại vẫn ở ta dự liệu dưới. Có ta Long Cốt, hơn nữa, cắn nuốt một ao long tuyền sau đó, bên trong cơ thể ngươi máu rồng thuần độ, lại có thể đạt tới 70% tầng thứ. Luân hồi huyết mạch và máu rồng không ảnh hưởng lẫn nhau, có luân hồi huyết mạch, đã là vạn dặm chọn một, hiện tại ngươi máu rồng thuần độ. Không thể không nói, ngươi sau này tuyệt đối sẽ đứng ở cái thế giới này đỉnh cấp. Diệp thần nghe vậy, trong mắt cũng là hiện lên vẻ hưng phấn. 70% máu rồng thuần độ, cái này cho dù đặt ở thái cổ và hồng hoang cũng là long tộc bên trong người xuất sắc. Mà long huyết này, cho Diệp Thần mang tới chính là to lớn sinh mệnh lực tăng lên. Mấu chốt nhất vẫn là hắn thực lực. 70% thuần độ máu rồng để cho Diệp Thần sinh mệnh lực lần nữa gấp bội, lực lượng, thân xác cường độ vân, vân, đều có tiến bộ không ít. Hơn nữa, cùng long cốt độ phù hợp, cho dù không có sóc lão lực lượng gia trì, vậy cơ hồ đạt tới hoàn mỹ, mấu chốt nhất là. Máu rồng đậm đà đến như vậy trình độ sau đó, Diệp Thần mơ hồ lại là có thể cảm nhận được một phần cùng thiên đạo tới giữa đồng tình. Nguyên bản, đây chính là thủy nguyên đỉnh cấp thậm chí còn còn thật cường giả mới có thể làm được chuyện à. Trên thực tế, Long, Phượng, loại này chân linh, cùng giống vậy yêu tộc không cùng, chính là được trời ưu đãi tồn tại, hắn được gọi là thiên địa linh thú, vì sao? Bởi vì, Long Phượng các loại mạnh mẽ sinh linh, trời xanh liền có thể cùng thiên đạo tương hợp. Dĩ nhiên, đây là đang huyết mạch thuần độ cực cao dưới tình huống. Trên thực tế, đây mới là mạnh mẽ huyết mạch chỗ tốt lớn nhất một trong mặc dù diệp thần bản thân luân hồi huyết mạch vô cùng là thần bí so với máu rồng kinh khủng hơn nhưng tựa hồ vẫn còn ngủ say bên trong không có hoàn toàn thức tỉnh mà thiên yêu máu mặc dù cũng là mạnh mẽ thuần độ cũng không đủ cao nói đơn giản hôm nay diệp thần có lòng tin đối mặt mạnh hơn đối thủ nếu như mượn dùng huyền hàn ngọc cùng sóc lão lực lượng đồ thánh đại hội đối mặt đế thích thiên cũng sẽ không bị trong nháy mắt giết đi diệp thần ánh mắt nhỏ tránh hôm nay thực lực đối với hoang gia vị kia cái gọi là hoang cực huyền cần phải khi có quyền phát biểu một khắc sau thân hình hắn động một cái liền ở dốc lão dưới sự chỉ điểm chuẩn bị phá vỡ cái này long mộ không gian rời đi nơi này bách hoang chi sơn hoang gia một gian trong mật thất một tên cả người vòng quanh nhàn nhạt, nhạt huyết quang đầu đầy tóc đen một đôi huyết mâu thanh niên anh tuấn tránh thần sắc cung kính đối mặt với trong mật thất một tên ông già người thanh niên này bất ngờ chính là vậy hoang cực huyền mà ngồi ở hoang cực huyền trước mặt, là một tên cả người máu thịt khô đét, tản ra vô tận suy bại hơi thở, nhìn như hành tương tự mộc ông già. Cái này ông già tên là Hoang Khôi, người phần, chính là Bách Hoang Chi Sơn Hoang gia lão tổ. Sống sót hậu thế đã đến gần 90.000 năm. Cho dù ở nơi này võ đạo thế giới, cũng có thể gọi là lão quái vật bên trong lão quái vật. Mà Hoang Khôi giờ phút này, mặc dù hơi thở suy bại, nhưng trong cơ thể tản ra chập chờn như cũ vô cùng là sợ hãi. Hắn thiên phú vậy, nhưng là một tên còn chân cảnh cường giả. Mặc dù, chỉ là còn thật sơ kỳ. Nhưng, vậy đủ kinh sợ. Khó trách, hoang gia được gọi là bách hoang chi sơn trên thực tế chủ nhân. Chỉ là, hoang khôi mặc dù là còn chân cảnh cường giả, bất quá, hiển nhiên đại hạn buông xuống, phỏng đoán không có nhiều ít ngày giờ có thể sống. Giờ phút này, hoang khôi thần sắc vô cùng là hài lòng nhìn hoang cực huyền, vuốt râu mỉm cười nói, Huyền Nhi, ngươi tự hồ lại có đột phá. Hoang Cực Huyền sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái nói, nhờ có lão tổ chỉ điểm có cách. Hoang Khôi cười ha ha một tiếng, lại là có chút hưng phấn nói, không tới Thiên Tuế Thủy Nguyên bảy tầng thiên tồn tại à? Vừa có thể vượt cấp mà chiến, thậm chí chém chết qua Thủy Nguyên tám tầng thiên, ta hoang ra, đây là lớn hơn hưng. Huyền Nhi, có ngươi ở đây, trở lại thiên nhân vực cũng không chuyện không có thể. Hắn trong mắt lóe lên lau một cái tịch mịch vẻ nói, đây vốn là lão phu chọn đời mơ ước có thể nhưng thủy trung không có năng lực thực hiện tương lai liền dựa vào người tập 2245 hoang cực huyền gật đầu nói lão tổ yên tâm ta nhất định sẽ không phụ lòng lão tổ mong đợi tốt đứa nhỏ hoang khôi hiền hòa nhìn hoang cực huyền nói huyền nhi vậy hoang yêu bát cực công ngươi tu luyện tới tầng thứ gì hoang yêu bát cực công hoang gia truyền thừa từ thời kỳ thái cổ cao nhất bí pháp là là chân tránh hỗn độn cấp công pháp hơn nữa ở hỗn độn cấp công pháp bên trong cũng thuộc về so với là thượng tầng. Cái này hoang yêu bát cực công, tổng cộng chia bát cực, mỗi một vô cùng cũng có thể làm tu luyện công pháp này. Có hoang yêu huyết mạch người thực lực tăng gấp đôi, cụ thể biên độ tăng trưởng xem huyết mạch cường độ mà định. Hoang cực huyền như cũ bình tĩnh mở miệng nói, bẩm lão tổ, ta đã đem tu luyện đến thứ tư vô cùng. Cái gì? Hoang khôi trên mặt hiện lên vô cùng là kinh ngạc vui mừng thần sắc. Hoang yêu bát cực công, tuy là cao nhất bí pháp, nhưng hoang gia người tu luyện không hề nhiều. Không phải hoang khôi trốn, mà là cái này hoang yêu bát cực công đối với tư chất yêu cầu chân thực quá cao. Cái này 90 ngàn năm qua, hoang khôi biết tu luyện cái này hoang yêu bát cực công không vượt qua 5 người, thậm chí, trừ hắn cùng hoang cực huyền ra, ba người khác cũng chỉ bất quá tu luyện đến thứ nhất vô cùng, liền không cách nào tiếp tục đột phá. Liên liên hoang khôi mình, 90 ngàn năm thời gian cũng mới đem tu luyện tới thứ năm vô cùng à. Có thể, Hoang Cực Huyền không tới 1000 tuổi, cũng đã đem tu luyện đến thứ tư vô cùng. Cái này, há chẳng phải là nói, tương lai Hoang Cực Huyền có thể đem cái này cao nhất công pháp tu luyện tới trình độ cao nhất. Hoa Khôi nhìn về phía Hoang Cực Huyền ánh mắt bộc phát yêu thích, hắn mặt đầy nụ cười lần nữa hỏi, vậy Hoang Yêu Thất Tuyệt giết đâu? Hoang Yêu Thất Tuyệt giết cùng Hoang Yêu Bát Cực Công đối ứng, chính là một môn hỗn độn cấp võ kỹ, do bảy loại trình độ cao nhất sát chiêu tạo thành. Hoang Cực Huyền nói, Hải Nhi đã đem tu luyện tới thứ hai giết. Hoang Khôi nghe vậy, lần nữa mặt hiện vẻ rung động. Hoang Cực Huyền lại đã đem thất tuyệt giết tu luyện đến thứ hai giết. Bảy giết tuyệt độ khó, thậm chí còn ở bát cực công bên trên, liên liên chính hắn, chung cả đời cũng chỉ tu luyện đến thứ hai giết à. Nhưng, chỉ dựa vào cái này hai thức tuyệt sát, năm đó Hoang Khôi liền đủ để ngang dọc nhất thời. Hoang Cực Huyền thiên phú, thật sự là quá sợ hãi, sợ hãi đến trình độ cao nhất hoang khôi không nhịn được cười to nói huyền nhi để cho lão phu trước khi chết thấy ngươi như thế có tiền đồ thật là đời người một lớn chuyện may mắn à vạn năm trước hoang khôi biết mình thọ nguyên sắp xỉ sau đó liền bắt đầu tìm thích hợp truyền nhân thừa kế y bát dẫu sao hắn không hy vọng hoang ra hai môn tuyệt kỹ lúc này mai một mặc dù hoang ra bên trong lưu lại cổ tịch nguyên bản nhưng cái loại này hỗn độn cấp võ kỹ dựa hết vào mình lĩnh ngộ là thật khó có chút tiến triển trọng yếu nhất chính là tu hành kinh nghiệm nhưng hoang ra từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện tư chất thích hợp con em. Cho đến ngàn năm trước, hắn phát hiện hoang cực huyền. Hoang khôi cười gật đầu một cái nói, huyền nhi, hôm nay, ta có thể dạy ngươi đều đã dạy cho ngươi, trước khi chết, ngược lại là không có gì tiếc nuối, chỉ là. Vừa nói, hoang khôi trong mắt hiện lên lau một cái tịch mịch vẻ nói, ngươi hôn lễ, lập tức phải cử hành, lấy ta trạng thái bây giờ thì không cách nào tham gia, đây cũng là để cho ta có chút tiếc nuối. Hoang cực huyền nghe vậy, trên mặt như là đột nhiên hiện lên một nụ cười nói lão tổ hải nhi có cái biện pháp có thể để cho lão tổ tham gia hải nhi hôn lễ hoang khôi nghe vậy ánh mắt sáng lên nói nói nhanh lên trên thực tế hoang khôi thọ nguyên sớm liền đi tới cuối hắn sở dĩ đến bây giờ còn còn sống thật ra thì là bởi vì là trong mật thất bố trí loại nào đó kéo dài tánh mạng pháp trận vừa rời đi mật thất này chỉ sợ cũng muốn hóa là khô cốt vì vậy không cách nào tham gia hoang cực huyền hôn lễ hoang cực huyền ánh mắt bỗng nhiên quỷ dị nói lão tổ ngươi nếu như cùng ta hòa làm một thể không liền có thể tham gia hôn lễ này liền sao cái gì hoang khôi nghe vậy có chút nghi ngờ nhìn hoang cực huyền ánh mắt hắn trên mặt dần dần hiện lên vẻ khó tin trong lòng dâng lên một chút sự cảm xấu hoang cực huyền liếm môi một cái nói lão tổ dù sao ngươi vậy sắp chết cái này cả người máu thịt tinh hoa chẳng phải là muốn lãng phí không bằng thành toàn hài nhi như thế nào hoang khôi hành tương tự mộc cả người máu thịt tinh hoa cũng đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn nhưng bỏ mặc nói thế nào hoang khôi đều là một tên còn chân cảnh đại yêu à có vẫn là hoang yêu huyết mạch máu thịt đối với hoang cực huyền mà nói như cũ coi như vật đại bổ hoang khôi thật là không dám tin tưởng mình lỗ tai hắn trong mắt run rẩy nhìn hoang cực huyền nói ngươi ngươi không phải huyền nhi ngươi là người nào hoang khôi cơ hồ đem hoang cực huyền làm mình thân tôn tử vậy đối đãi à hoang cực huyền làm sao có thể nói ra lời như vậy hắn không tin. Người trước mắt nhất định là ai giả mạo, thậm chí có thể đoạt xác Hoang Cực Huyền thân thể. Hoang Cực Huyền như là mỉm cười nói, "Lão tổ, ta chính là ta, chỉ là các ngươi một mực cũng không biết chân chính ta là dạng người gì mà thôi." Hoang Khôi nghe vậy, ánh mắt ngay tức thì ảm đạm xuống. Lòng nguội lạnh tới cực điểm, nguyên bổn đã vô cùng là già nua hình dáng, tựa như ngay tức thì lại già mấy chục ngàn tuổi, cơ hồ thì phải trực tiếp phong hóa vậy. Hắn trong miệng lầm bầm, không thể nào, cái này không thể nào. Hoang Khôi là nhìn Hoang Cực Huyền lớn lên, từ Hoang Cực Huyền lộ ra thật tốt thiên phú sau này, Hoang Khôi liền đối với cái đứa nhỏ này tăng thêm rất nhiều quan tâm. Những năm gần đây, hắn không cách nào rời đi căn mật thất này, duy nhất cho phép gặp mình con em chỉ có Hoang Cực Huyền một người. Hoang Cực Huyền phụ mẫu năm xưa bất ngờ bỏ mình, mà hắn trừ đảm nhiệm sư phó nhân vật, cũng là dành cho Hoang Cực Huyền không ít thân tình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mình nuôi lớn, như là một cái như vậy đồ lòng lăng dạ sói à? Hoang khôi tuyệt vọng, hơi thở hơn nữa suy bại một phần, cơ hồ ngay tại ranh giới tử vong. Cái loại này bị mình nhất là thương yêu hậu bối phản bội mùi vị, so chết hơn nữa khó chịu. Hoang cực huyền trên mặt nụ cười như là bộc phát nồng nặc, đột nhiên trong cơ thể huyết quang một thịnh, liền hóa thành một đầu miệng đầy bé nhọn lượn lờ, cả người đỏ thấm da thịt, tựa như ác quỷ vậy yêu ma. Thân hình hắn động một cái, liền chợt hướng hoang khôi nhào tới, bé nhọn răng trực tiếp đâm vào tên này đối với bản thân có dưỡng dục, dạy dỗ ân lão bên trong cơ thể sẽ hán huyết nhục cùng xương cốt, từng tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết ở trong mật thất vang lên. Chỉ chốc lát sau, hoang cực huyền khôi phục hình người, lau mép một cái vết máu, mặt hiện vô cùng là hưởng thụ thần sắc. Hoang cực huyền lại là đem hoang khôi trực tiếp ăn sạch sẽ. yêu tộc tới giữa rất tàn khốc, sẽ lẫn nhau tới giữa tiến hành chiếm đoạt, tới cường hóa huyết mạch của mình, nhưng tức đã là như vậy tàn khốc yêu tộc, đồng loại tương thực cũng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ nếu như truyền ra ngoài sẽ phải chịu toàn bộ yêu tộc đuổi giết bất quá hoang cực huyền như là không có vấn đề nơi này sự tình phát sinh không có ai biết không phải sao duy nhất để cho hắn cảm thấy có chút hối hận đáng tiếc là ra tay thời gian đã quá muộn hoang khôi máu thịt tinh hoa còn dư lại liền trong một phần trăm cũng chưa tới bất quá đây cũng là không có biện pháp chuyện cũng chỉ có ở loại trạng thái này dưới hoang cực huyền mới có nắm chắc động thủ hơn nữa trước kia cũng phải đem hoang khôi học thức, tu hành kinh nghiệm vân. Vân, hoàn toàn nắm giữ mới được. Đột nhiên, hoang cực huyền tim, hung hăng nhảy lên một tí. Hắn trong mắt run lên, mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, vui vẻ cười to nói, lão tổ. Ngươi thật đúng là đến cuối cùng cũng không có để cho ta thất vọng à, ăn ngươi sau đó, hài nhi lại là sắp đột phá tám tầng thiên. Một khắc sau, hoang cực huyền liền ngồi xếp bằng trên đất, vận chuyển công pháp, hắn khí tức trong người bộc phát cường thịnh đứng lên hôm nay là hoang gia thiên kiêu hoang cực huyền cùng quế gia tiểu thư quế linh vân ngày đám cưới bách hoang chi sơn lớn nhất thành trì thành thiên hoang bên trong đã là răng đèn kết hòa một phiến vô cùng là cảnh tượng náo nhiệt thỉnh thoảng có một từng đạo động quang từ trên trời hạ xuống những thứ này động quang bên trong là từng cái khí tức cường đại võ giả bách hoang chi sơn mặc dù là nguyệt hồn vực ẩn núp thế lực nhưng xem hoang gia cái loại này bách hoang chi sơn bên trong cơ hồ đứng ở đỉnh cấp gia tộc so với dương chân vực bên trong thế lực vậy một chút đều không kém mà lần này hoang gia cùng quế gia thông gia cũng là hấp dẫn không thiếu dương chân vực bên trong thế lực lớn tới chúc mừng thậm chí 36 phủ bên trong phần lớn cũng phái người đưa tới quà tặng thành thiên hoang ngoài cửa thành tụ tập đông đảo võ giả những võ giả này cũng có chút hiếu kỳ mặc dù nghe nói cái này hoang cực huyền rất nghịch thiên nhưng chân chính gặp qua hoang cực huyền người cũng rất hiếu. một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên cũng là trà trộn ở đám người bên trong ánh mắt nhỏ tránh người này dĩ nhiên chính là diệp thần hắn ở hôn lễ cùng ngày chạy tới cái này bách hoang chi sơn cái này bách hoang chi sơn thành tựu ẩn núp thế lực tự nhiên không phải tốt như vậy vào bất quá cũng may có tần tử vi cung cấp tình báo cộng thêm diệp thần hôm nay nghịch thiên thực lực mới có thể ung dung đi vào rất nhanh hắn ánh mắt động một cái hướng phương xa nhìn chỉ gặp một chi đội ngũ từ đi xa chậm rãi đi tới đám người cũng là hướng đội ngũ này nhìn nhưng là dối rít mặt hiện vẻ kinh sợ đội ngũ này ao ao chừng vạn người số. Trong đó, ba 000 tên thân cưỡi rồng ngựa kỵ sĩ ở trước mặt mở đường, phía sau chính là từng cái dung mạo xinh đẹp sơn quỷ nhất tộc thiếu nữ. Tay nâng giỏ trúc, giỏ bên trong là linh hoa cánh hoa, các nàng cùng nhau đi tới, tự nhiên cánh hoa, cánh hoa này hiển nhiên phẩm cấp cực cao, vô cùng linh khí nồng nặc, bao phủ cái này một chi đưa hôn đội ngũ, từng cơn say lòng người hương thơm, tràn vào đám người chóp mũi. Mà cuối cùng, chính là một khối cổ kiệu, một khối vô cùng là xa hoa cưới kiệu cái này cổ kiệu vô cùng là to lớn toàn thân bảo quang lượn lờ lại là một kiện cực phẩm thủy nguyên khí mà mang cổ kiệu cộng là bốn người mỗi một người đều là thủy nguyên cảnh trung kỳ ở cổ kiệu phía trước còn theo trước một tên khí độ uy nghiêm người đàn ông trung niên người này chính là quế linh vân phụ thân quế mỗi gia chủ quế bổ long quế bổ long thực lực cực mạnh bất ngờ là một tên thủy nguyên đỉnh cấp tồn tại đám người không nhịn được phát ra từng cơn thán phục cái này quế ra thật là lớn phô trương hiển nhiên quế bồ long đối với chàng hôn sự này vô cùng là coi trọng ngay tại lúc này thành thiên hoang cửa thành từ từ mở ra chỉ gặp một tên mặc áo đỏ tóc đen huyết mâu thanh niên xuất hiện ở cửa thành sau đó đám người hướng tên thanh niên kia nhìn đều là con người co giúp một cái người này chính là truyền thuyết bên trong hoang cực huyền bất quá để cho bọn họ có chút kỳ quái phải hoang cực huyền bên người chỉ đi theo le que mấy người so với quế gia chiến trận lớn hoang gia lại lộ vẻ được khá là tùy ý Quế Bồ Long thấy một màn này, ánh mắt không khỏi được trầm xuống. Hoang Cực Huyền mặt mỉm cười, nhìn về phía mọi người ở đây nói, "Đa tạ các vị tân khách, tới là ta cùng Linh Vân hôn lễ cổ động." Có thể, hắn vừa dứt lời, huyết mâu như là bỗng nhiên lóe lên một tí, hướng đám người bên trong nơi nào đó nhìn. Ở nơi đó, là một đạo mặc quần áo đen bóng người, khẽ cúi đầu để cho người không thấy rõ mặt mũi. Hoang Cực Huyền nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Các hạ, cũng là tới chúc mừng ta." đám người nghe vậy không khỏi được theo hoang cực huyền ánh mắt hướng người này nhìn. Đây là vậy mặc quần áo đen nam tử chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra một cái miệng là kiếm sẹo khuôn mặt dữ tợn người này khá là trẻ tuổi vậy coi như anh Tuấn có thể vậy mặt đầy kiếm sẹo như là phá hư hắn dung mạo cho người một loại vô cùng là hung hãn cảm giác. Đây là trong đám người có người kinh hô là hắn yêu cùng điện thiên tài vương hỏa cái đó trời xanh tính là máu giết người vô số đại yêu, Vương Hỏa. Nghe nói, hắn mặc dù là yêu cuồng điện đệ tử, nhưng đồng thời cũng là dương chân vực thế lực máu uống sẽ cường giả. Vương Hỏa, vô cùng cho thỏa đáng chiến, một lời không hợp liền muốn giết người, yêu cuồng điện làm sao sẽ phái hắn tới chúc mừng. Yêu cuồng điện chính là bốn điện một trong, mà Vương Hỏa là yêu cuồng điện một trong thiên tài. Đây là, Vương Hỏa vượt qua đám người ra, đi tới Hoang Cực Huyền trước mặt, chặt chẽ nhìn chầm chầm hắn, đôi mắt ứ máu trong mắt tràn đầy hận ý, cười lạnh nói, Hoang Cực Huyền, thật lâu không gặp. Hoang Cực Huyền nhàn nhạt, nhạt nói, ta lúc nào gặp qua ngươi? Vương Hỏa trong mắt hiện lên lau một cái vô cùng lão oán hận thần sắc nói, Hoang Cực Huyền, ngươi cần gì phải lại trang? Ta nhưng mà nhớ rất rõ ràng, năm đó, ngươi đem ta mến yêu cô gái, nhất khẩu khẩu cắn nuốt một màn kia à? Lúc ấy, tên kia yêu tộc cô gái vì để cho Vương Hỏa chạy khỏi, đối với Hoang Cực Huyền, bị hắn miễn cưỡng cắn nuốt hình ảnh, thật sâu đóng dấu ở Vương Hỏa trong lòng. Cái gì? Đám người có chút ngu, truyền thuyết này bên trong hoang gia yêu nghiệt lại chiếm đoạt cái khác yêu tộc. Vương Hỏa tiếp tục nói, nhiều năm qua như vậy, ta liều mạng chiến đấu, liều mạng nâng cao mình, vì chính là báo thủ. Đây là ta sống sót, duy nhất động lực. Phải không? Hoang cực huyền sắc mặt, như cũ lãnh đạm nói, nói nhảm không cần nói nhiều, muốn động thủ liền động thủ. Vương Hỏa nghe vậy, nanh cười một tiếng nói, để cho ta xuất thủ trước. Hoang cực huyền ngươi sẽ hối hận. Yêu tìm luyện hắn chợt rút ra sau lưng một chui cự kiếm cả người yêu lực bạo tăng tản mát ra vô cùng là uy thế kinh khủng thân thể tứ chi cũng nhanh chóng biến hóa trong thoáng qua liền biến thành nửa người nửa yêu tồn tại giờ phút này vương hỏa hiển nhiên thi triển một loại bí thuật ngực trước hiện lên một phiến quỷ dị màu đỏ đậm đường vân làm hắn hơi thở điên cuồng dâng lên trước đám người sắc mặt lại là biến đổi thật là mạnh vương hỏa nguyên bản chính là thủy nguyên sáu tầng thiên thiên tài mà hiện đang thi triển liền yêu tim luyện thực lực lại là dòng dã vượt qua một cảnh giới, thậm chí có muốn vượt qua bảy tầng thiên dấu hiệu. Quế Bồ Long nhướng mày một cái, cảm giác Hoang Cực Huyền khinh thường. Cái này yêu tim luyện, hiển nhiên tác dụng phụ cực lớn, nhưng Vương Hỏa vì giết Hoang Cực Huyền đã không để ý hết thảy. Hiện tại, hắn muốn ra tay cũng không kịp à. Đám người cũng là cho rằng Hoang Cực Huyền có thể giữ nhiều lành ít, dẫu sao, ai cũng không có gặp qua Hoang Cực Huyền ra tay, mà Vương Hỏa bây giờ thực lực thậm chí có có thể tổn thương nặng hoang cực huyền. Chỉ bất quá, kỳ quái chính là, cho tới giờ khác này, hoang cực huyền như cũ duy trì bình tĩnh thần sắc. Tập 2246 Hàn liếc vương hỏa một mắt, nhàn nhạt, nhạt, mở miệng nói, hoang yêu thất tuyệt giết, thứ nhất tuyệt, đồ hổ sát. Tiếng nói vừa dứt, hoang cực huyền chợt một quyền đánh ra, hắn, lại là lấy thịt quyền đối oanh vương hỏa kiếm to. Một quyền này, vô cùng là nội liễm, nhìn qua tựa hồ và thông thường quả đấm không có gì khác biệt, nhưng chẳng biết tại sao mọi người trong tay như là mơ hồ vang lên hổ khổng lồ kêu lên tiếng nhìn vậy bình thường không có gì lạ quả đấm trong lòng dâng lên một loại cảm giác sợ hãi vương hỏa điên cuồng hét lên một tiếng kiếm to bên trên ngay tức thì thiêu đốt lên liền một tầng ngọn lửa màu vàng ngọn lửa này chính là vực ngoại thần hỏa bảng hạng thứ 39 thần hỏa kim sư lửa trời vương hỏa bản thể chính là lửa trời kim sư cái này kim sư lửa trời chính là hắn bổn mạng lửa vô cùng là bá đạo đặc biệt là ở hắn thi triển yêu tim luyện dưới tình huống ngọn lửa uy năng lần nữa gia tăng mà kiếm kỹ cũng là cùng ngọn lửa hoàn mỹ dung hợp một kích này vô cùng là sợ hãi vương hỏa thậm chí có tự tin lấy một kích này cưng rắn hãn thủy nguyên tám tầng thiên mà hoang cực huyền lại lấy thân xác đối oanh cái này dính vào kim sư lửa trời cự kiếm mặc dù hoang cực huyền quả đấm tựa hồ có chút đặc biệt có thể đây không phải là muốn chết sao lại đặc biệt có thể đặc biệt được qua kim sư lửa trời ngay chớp mắt hoang cực huyền quyền cùng vương hỏa ngọn lửa cự kiếm đụng vào một nơi một khắc sau ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn toàn bộ thành thiên hoang tựa hồ cũng lắc lư mà đám người nhìn trước mắt một màn chính là hoàn mỹ hóa đá từng cái giống như pho tượng vậy kim sư lửa trời im hơi lặng tiếng ở nơi này hoang cực huyền quả đấm dưới tắt mà vậy cực kỳ kinh khủng vương hỏa cũng là bành đích một tiếng biến thành một hồi xương máu tiêu tán cứ như vậy tiêu tán đây chính là thi triển bí thuật vương hỏa à tại chỗ rất nhiều đến từ 36 phủ cường giả đối mặt vương hỏa một kiếm kia đều là cảm thấy uy hiếp chí mạng căn bản nối liền xuống ý tưởng cũng không có duy nhất có thể từ vương hỏa dưới kiếm có thể còn sống chính là né tránh có thể hoang cực huyền đâu chỉ đánh một quyền liên trực tiếp đem vương hỏa tiêu diệt hắn thực lực kết quả khủng bố đến hạng tầng thứ à đám người trong lòng đều có một cái làm người ta ý tưởng điên cuồng Hoang Cực Huyền có thể là Thủy Nguyên 8 tầng thiên. Ở Nguyệt Hồn vực, Thủy Nguyên 8 tầng thiên, cực kỳ hiếm thấy à? Cho dù Dương Chân vực 4 điện điện chủ, ở Hoang Cực Huyền tuổi tác cũng không khả năng có cái loại này thực lực. Dĩ nhiên, không loại bỏ bốn điện bên trong có một ít lánh đời không ra thần bí yêu nghiệt, có thể là mạnh hơn thiên tài, nhưng dù vậy, Hoang Cực Huyền cũng là có thể nói cực hạn tồn tại. Đây là, Hoang Cực Huyền nhìn về phía đám người, nhàn nhạt, nhạt nói, còn có ai muốn đánh nhiễu ta hôn lễ? Bây giờ có thể đứng ra. Trong chốc lát, đám người từng cái câm như hến, khẽ cúi đầu, không dám đối với cái này Hoang gia yêu nghiệt, chút nào bất kính. Liên liên Diệp thần đều là ánh mắt chớp mắt, Hoang cực huyền thi triển đồ hổ sát đúng là một loại vô cùng là bá đạo võ khí. Quế Bồ Long cũng ngây dại, có thể, một khắc sau, hắn chính là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Hắn cảm thấy, con gái mình gả đúng người à. Bất mãn lúc trước, đã sớm tan thành mây khói hắn vội vàng thúc giục linh vân mau ra đây hoang công tử tới đón ngươi cưới kiệu đỏ mảnh chậm rãi kéo ra một tên cô gái tuyệt mỹ đi ra chính là quế linh vân bất quá làm mọi người kỳ quái chính là quế linh vân giờ phút này lại là mặc thông thường váy trắng lại là không có che kín mặt mũi cũng không có thay quần đỏ quế bồ long sắc mặt biến đổi con gái đây là làm cái gì à hoang cực huyền cũng là ánh mắt hơi lóe lên bất quá nhưng vẫn duy trì nụ cười Tựa Hồ đối với này không ngần ngại chút nào, hắn đưa tay một cái, thì đi kéo Quế Linh Vân, mỉm cười nói: Linh Vân, theo ta tới. Có thể, Quế Linh Vân như là ánh mắt lạnh như băng mở miệng nói: Ai bảo ngươi đụng ta? Hoang cực huyền tay cương ở giữa không trung, mà toàn bộ thành thiên hoang, Tựa Hồ cũng muốn đi vào băng hà thời kỳ vậy, nhiệt độ chợt giảm xuống. Tất cả mọi người đều là không tưởng tượng nổi nhìn Quế Linh Vân, cô gái này là muốn làm gì? Mấu chốt nhất là hoang cực huyền mới vừa cho thấy nghịch thiên cực kỳ thực lực gả cho hắn là một kiện vô cùng hạnh phúc chuyện mới đúng có thể hiện tại quế linh vân như là loại thái độ này hoang cực huyền sắc mặt vậy băng lạnh xuống nói linh vân ngươi đây là ý gì quế bổ long lại là tiêu nóng này qua to linh vân hoang công tử là phu quân của ngươi ngươi sao có thể như vậy càn rỡ cho ta hướng hoang công tử nói xin lỗi quế linh vân như là tựa như không có nghe được vậy lạnh lùng nói dựa theo ước định ngươi nếu như làm được sự kiện kia hẳn cầm ra chứng cứ. Chứng cớ. Đám người nghe được đầu óc mơ hồ, cô gái này đang nói gì? Hoang Cực Huyền trầm mặc chốc lát, thân sắc bộc phát lạnh như băng nói, "Linh Vân, hiện tại ngay trước khách nhân mặt đừng nói những thứ này, một hồi, chúng ta một mình lúc đó, ta tự sẽ hướng ngươi chứng minh." Quế Linh Vân như là không cảm kích chút nào địa đạo, hiện tại liền lấy ra chứng cớ, nếu không, ta sẽ cho rằng ngươi chưa hoàn thành ước định, cuộc hôn lễ này, ta sẽ không tham gia. Mọi người đã hoàn toàn trợn mắt hốc mồm mặc dù bọn họ không biết tại sao nhưng nhìn như quế linh vân tựa hồ là muốn thoái hôn à hoang cực huyền trong mắt mơ hồ có lửa dẫn chớp động bất quá hắn nhưng là không có bùng nổ hắn sở dĩ nhẫn là bởi vì là quế linh vân thiên quỷ huyết mạch hoang cực huyền nói thầm nữ nhân này thức tỉnh thiên quỷ huyết mạch ngày nay quỷ huyết mạch vô cùng là đặc thù nghe nói vận dụng loại nào đó phương pháp song tu thậm chí có tinh tiến cái khác huyết mạch kỳ hiệu tiểu tiện nhân ta trước nhịn ngươi tạm thời một khi lấy được ngươi, ha ha, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận hôm nay đối với ta bất kính. Một khắc sau, Hoang Cực Huyền vung tay lên, một đạo ánh sáng lóe lên, trên đất xuất hiện đếm cái tàn thi. Mọi người thấy cái này mấy cái tàn thi ngay tức thì, đều là sắc mặt biến đổi. Bọn họ nhận ra, trong đó hai người là Chu Không Mục và Lôi Phong. Cái này hai người thân phận tôn quý tồn tại, cứ như vậy chết ở Hoang Cực Huyền trong tay. Hơn nữa, nghe, vẫn là Hoang Cực Huyền vì Quế Linh Vân giết mà Quế Linh Vân ánh mắt chính là rơi vào Chu Quỳnh, Trúc Lão, lôi la sát tàn thi bên trên, nàng lẩm bẩm nói: Diệp Thần, ngươi thủ, cuối cùng báo. Hoang Cực Huyền nhìn Quế Linh Vân thần sắc, mỉm cười nói: Hiện tại, có thể sao? Quế Linh Vân gật đầu nói: Có thể. Bất quá, nàng thần sắc vẫn là một phiến lạnh như băng. Hoang Cực Huyền nụ cười đậm đà một phần, đưa tay một cái thì phải lần nữa đi kéo Quế Linh Vân tay. Có thể. Quế Linh Vân nhưng là lần nữa vô cùng là lãnh đạm mở miệng nói, ai bảo ngươi đụng ta? Tất cả người cơ hồ muốn đem mình lỗ tai, cắt đi. Quế Linh Vân nói gì? Hoang Cực Huyền đều là nàng, giết hai người đại thế lực hạch tâm cường giả, nàng còn muốn như thế nào? Hoang Cực Huyền cũng là có chút không thể nhịn được nữa nói, Linh Vân, ngươi. Quế Linh Vân nhàn nhạt, nhạt nói, ước định là ước định, nhưng ta không nhớ phải đáp ứng qua ngươi, ngươi có thể đụng ta. Trong chốc lát, mặt mọi người sắc đều có chút cổ quái cũng chính là hoang cực huyền thực lực chấn động tùng nếu không bọn họ sợ rằng đều phải cười ra tiếng kết hôn không để cho đụng cái này đối với người đàn ông mà nói có bao nhiêu khuất nhục có thể tưởng tượng được hoang cực huyền nghe vậy giận dữ ngược lại cười nói ý ngươi là ta liền phụ nữ của ta vợ ta cũng không thể đụng vào ngươi sẽ không lấy là ta cưới ngươi chính là vì bày xem được chứ Quế Linh Vân lạnh lùng nói, "Ta bỏ mặc ngươi là nghĩ như thế nào? Đối với ta mà nói, cái này chỉ là ước định, ngươi nếu như không muốn, có thể hủy bỏ." Quế Bồ Long nghe vậy, thật là muốn điên liền à. Hắn biết con gái mình ở U Vương di tích bên trong, tựa hồ thích một tên phế vật, một cái đã chết phế vật, thậm chí còn muốn là phế vật này trả thù. Nguyên bản, Quế Linh Vân đáp ứng cửa hôn sự này, hắn lấy là con gái rốt cuộc muốn mở ra, có thể không nghĩ tới quay đầu lại, Quế Linh Vân sẽ đáp ứng hôn sự này vì vẫn là cái đó tên là Diệp Thần tiểu tử à hắn không biết thằng nhóc này kết quả cho con gái đổ cái gì mê hồn canh lại sẽ để cho con gái biến thành cái bộ dáng này Hoang cực huyền nghe vậy nụ cười hơn nữa rực rỡ nhưng trong mắt lãnh ý nhưng cơ hồ biến thành thực chất một khắc sau hắn cương ở giữa khâu trung tay lần nữa hướng Quế Linh Vân rũi đi Quế Linh Vân ánh mắt trầm xuống trong cơ thể yêu lực vận chuyển thì phải né tránh nhưng đột nhiên gian một đạo tuyệt cường uy đè từ Hoang cực huyền trong cơ thể bộc phát ra trong nháy mắt hoang cực huyền phảng phất cùng thiên hòa làm một thể biến thành cái này thế gian nắm giữ vậy mọi người tại đây nhìn hoang cực huyền trong lòng chỉ có một ý tưởng đó chính là thần phục bọn họ vô cùng sợ hãi nhìn trước mắt thanh niên trong lòng đã khẳng định hoang cực huyền có thể không muốn 10 năm là có thể trở thành còn chân cảnh trí cường à mà quế linh vân trong cơ thể yêu lực cũng là ngay tức thì bị chấn áp hoàn toàn ngưng trệ một cái hai người thực lực trên lệch chân thực quá lớn liên cái này tản ra hơi thở, Quế Linh Vân đều không cách nào chống cự. Hoang Cực Huyền cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ở ta trước mặt, ngươi thật sự có phản kháng tư cách sao? Ừ. Ngươi là phụ nữ của ta, ta muốn đụng liền đụng. Ha ha, cuộc hôn lễ này tựa hồ vậy không có ý gì. đã như vậy, Quế Linh Vân, ngươi liền trực tiếp theo phu quân nhập động phòng đi. Quế Linh Vân nghe vậy, mắt đẹp run lên, mắt đẹp bên trong hiện lên lau một cái kiên quyết vẻ, tựa hồ thì phải thi triển hậu thủ gì? Có thể. Ngay tại lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử đột nhiên ở nơi này thành thiên hoang bên ngoài vang lên. "Xin lỗi, ta có ý kiến." Đám người nghe vậy sững sốt một chút, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên từ đám người bên trong đi ra. Trong chốc lát, trong mắt mọi người đều là hiện lên vẻ châm chọc. Bọn họ còn lấy là là người thế nào, lại chỉ là một bổ thiên bảy tầng thiên phế vật loại phế vật này cũng dám lên tiếng quấy rầy hoang công tử chuyện tốt. Không biết sống chết. Ở bọn họ trong mắt, Diệp Thần đã là một người chết. Mà Quế Linh Vân khi nhìn đến Diệp Thần ngay tức thì, tựa hồ ngay cả tim đều phải ngừng đập, nàng chỉ cảm thấy, thời gian tựa như đều phải định cách vào giờ khắc này. Nàng há miệng một cái, tựa hồ thì phải kêu gọi Diệp Thần tên chữ, nhưng, như là cố kiểm nãy lại. Nàng cúi đầu, cực lực khắc chế mình tâm trạng, nàng không thể để cho hoang cực huyền phát hiện Diệp Thần thân phận, nếu không, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoang Cực Huyền đôi mắt híp lại nói, "Ngươi nói, ngươi có ý kiến, có ý gì?" Diệp Thần cùng Hoang Cực Huyền đối mặt, chút nào không để cho nói, "Ngươi mới vừa nói, ai muốn quấy rầy ngươi hôn lễ có thể đứng ra?" "Ừ, ta đối với ngươi hôn lễ có ý kiến." "À." Trong chốc lát, Hoang Cực Huyền sắc mặt ngược lại có chút ngoạn vị, hắn hỏi, "Cái gì ý kiến?" Diệp Thần chỉ một cái trên đất vậy mấy cái tàn thi nói, "Những người này, ngươi giết." hoang cực huyền tùy ý nói không sai diệp thần nghe vậy đột nhiên cười khinh thường cười hắn bỗng nhiên quát to đánh rắm những người này là ta giết đám người nghe vậy đầu tiên là cả kinh ngay sau đó ha ha phá lên cười bọn họ từng cái vô cùng mỉa mai nhìn diệp thần giống như ở xem một cái thằng hề thằng nhóc này có phải hay không nổi điên một cái bổ thiên cảnh tồn tại muốn giết thủy nguyên trung hậu kỳ tồn tại nói láo cũng không nói được đáng tin một chút liên trang đều sẽ không trang à thật đáng thương ha ha còn dám nói hoang công tử đánh giấm ta xem à đánh giấm nhất vang lên chính là thằng nhóc này trong chốc lát thành thiên hoàng bên ngoài tràn ngập vô số võ giả cười ầm lên bất quá đối với những thứ này tiếng cười diệt thần như là không chút nào hiểu ý mà là nhìn về phía quế linh vân mỉm cười nói đại tiểu thư thật lâu không gặp quế linh vân nghe vậy thân thể mềm mại hung hãn run rẩy một tí nàng ngẩng đầu lên lại cũng không cách nào khắc chế nội tâm tâm trạng nước mắt điên cuồng từ trong con ngươi xinh đẹp tuột xuống hô lớn diệp thần ngươi chạy mau chạy ta vì ngươi kéo hắn hoang cực huyền chẳng biết tại sao khí tức cường đại liền rất nhiều mơ hồ đến gần 8 tầng thiên tồn tại ngươi chạy mau à nàng chẳng muốn lần nữa thấy diệp thần chết ở mình trước mặt có thể diệp thần nhưng tựa như không có nghe được vậy tiếp tục nói đại tiểu thư ngươi không cần và hắn kết hôn những người này là ta giết hắn cũng chưa hoàn thành ước định của các ngươi mọi người tiếng cười dừng lại bọn họ nhìn một màn này rung động bên trong từng cái cũng là mặt hiện vẻ bừng tỉnh bọn họ hiểu xem ra thằng nhóc này là vì ngăn cản cuộc hôn lễ này mà đến à sở dĩ nói ra cái loại này không giới hạn lời nói dối chính là vì để cho quế linh vân không cần gả cho hoang cực huyền quế linh vân mặt đẹp bên trên tràn đầy vẻ lo lắng nói diệp thần đừng nói những thứ này đi mau à hiện tại người là ai giết đã không trọng yếu Quế Linh Vân cắn răng một cái, thì phải thi triển mình trung cực hậu thủ, coi như không cách nào đánh bại Hoang Cực Huyền, cũng phải kéo hắn một đoạn thời gian, để cho Diệp Thần có cơ hội chạy trốn. Có thể, bỗng nhiên, Quế Linh Vân như là rơi vào một cái ôm trong ngực bên trong. Diệp Thần ở dưới con mắt mọi người, ôm thật chặt lấy Quế Linh Vân. Mọi người miệng cũng không khép lại được. Thằng nhóc này cũng quá mẹ hắn điên cuồng à. Coi như thích Quế Linh Vân, vậy chưa đến nỗi, trực tiếp ngay trước Hoang Cực Huyền mặt ôm lấy nàng chứ. Cái này, đơn giản là đối với hoang cực huyền lớn nhất làm nhục à. Diệp thần nhưng hoàn toàn bỏ mặc mọi người ánh mắt, ở Quế Linh Vân bên tai, nói mấy chữ. Chỉ là mấy chữ, lại để cho Quế Linh Vân ngay tức thì bình tĩnh lại. Tin tưởng ta. Ngay tại lúc này, trong lòng của mọi người đều là hung hăng run lên. Một đạo hơi lạnh thấu xương, bộc phát ra, cùng nương theo, còn có vô cùng minh mông yêu khí. Giờ phút này, Hoang Cực Huyền chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt lửa giận cơ hồ đều muốn biến thành thực chất. Mọi người thấy hôm nay Hoang Cực Huyền, trên mặt đều là hiện lên vẻ sợ hãi. Nếu như nói, mới vừa rồi Hoang Cực Huyền là thiên thần mà nói, hiện tại chính là sát thần. Chu diệt hết thảy sát thần. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, Hoang Cực Huyền muốn bọn họ mệnh, chẳng qua là một cái ý niệm sự việc. Diệp Thần buông ra cô gái trong ngực nói, đại tiểu thư, lui ra một chút khoảng cách mới vừa lãnh nhược băng xương quế linh vân giờ phút này như là vô cùng là khéo léo gật đầu một cái hướng phía sau thối lui diệp thần cười nhạt một cái nói làm sao cái này thì nổi giận ta đã nói qua người không phải ngươi giết ngươi căn bản không có cưới linh vân tư cách coi như người là ngươi giết ngươi cũng không có cưới nàng tư cách bởi vì diệp thần trong mắt thần mang một thịnh nói quế linh vân là bạn của ta bạn của ta ngươi không có tư cách cưỡng bách tập 2247 nghìn Đám người nghe vậy đều là không nhịn được, nuốt một ngụm nước miếng. Thằng nhóc này, là thật vui vẻ liền à. Và hoang cực huyền cướp người phụ nữ. Bọn họ chỉ có thể nói, bội phục diệp thần dũng khí, hiện tại, đã bắt đầu tò mò diệp thần kiểu chết. Ha 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 ha. Hoang cực huyền phá lên cười, có thể, trên gương mặt đã hiện lên đạo đạo giữ tợn gân xanh, hắn tựa như một đầu ăn thịt người quái thú vậy, nhìn chằm chằm diệp thần nói. Thằng nhóc, ngươi quấy rầy ta hôn lễ vốn là tội chết còn cho đùa phụ nữ của ta ngươi yên tâm ta mất đi liền ngươi thân xác sau đó sẽ không để cho ngươi như vậy dễ dàng hồn phí phách tán ta sẽ không ngừng hành hạ ngươi linh hồn để cho ngươi biết cái gì là chân tránh thống khổ diệp thần lắc đầu nói chỉ bằng ngươi không làm được cho ta chết hoang cực huyền nổi giận gầm lên một tiếng nói đồ hổ sát vẫn là một quyền tay không một quyền nhưng Lần này, một quyền này cho mọi người cảm giác như là hoàn toàn bất đồng. Mặc dù, như cũ vô cùng là nội liễm, có thể, dưới cơn thịnh nộ, Hoang Cực Huyền hiển nhiên vận dụng toàn lực. Quyền này phủ vừa đưa ra, trước mắt mọi người tựa như liền xuất hiện mấy chục triệu đầu uy mãnh cực kỳ thần hổ, bỏ mạng ở cái này một quyền xuống hình ảnh. Một quyền này so với mới vừa tiêu diệt Vương Hỏa một quyền kia, mạnh mẽ quá nhiều. Một quyền, phỏng đoán có thể trực tiếp tiêu diệt một vị thủy nguyên 7 tầng thiên tồn tại chứ? Diệp Thần, cái này bổ thiên cảnh giác dưới, nói không chừng sẽ trực tiếp ở quyền phong bên trong bốc hơi chứ. Đối mặt Hoang Cực Huyền đánh tới một quyền, Diệp Thần nhưng là cười, khinh thường cười, một khắc sau, trong cơ thể long cốt, một hồi rắc rắc vang dội, hồn thể đổi thành thi triển, cuồn cuộn hồn lực hóa thành thuần túy thân xác lực. Hoang Cực Huyền thích chơi quyền. Ừ, vậy thì bồi hắn chơi chơi thích hơn. Một khắc sau, Diệp Thần giống vậy đánh ra một quyền. Đám người lại là cả kinh. Diệp Thần lại muốn đối quyền, cái này là kiêu ngạo đến tột đỉnh, phải lấy giống nhau ra tay phương thức đánh bại đối thủ. Có thể một tên bổ thiên tồn tại và một tên thủy nguyên yêu nghiệt tồn tại đối quyền, vậy chính là chuyện cười liền à? Hoang cực huyền trong mắt cũng là toát ra vẻ khinh mịt vẻ. Thoáng qua tới giữa, hai quyền đánh nhau, hai nắm đấm bên trong đều tựa như hàm chứa một cái vũ trụ. Hôm nay hai cái vũ trụ điên cuồng va chạm, một loại trôn vùi vạn vật lực lượng bộc phát ra, tựa hồ, đem thời gian cũng dừng lại. Phóng đại, phóng đại, phóng lớn nữa. Tất cả mọi người con ngươi cũng đang điên cuồng phóng đại. Tựa như, điên chết vậy. Một màn trước mắt, thật là, muốn để cho bọn họ tế bào não, toàn bộ đều nổ à. Chỉ gặp, hoang cực huyền quả đấm, viên kia liền kim sư lửa trời đều không cách nào đả thương quả đấm, lại là ở diệp thần một quyền xuống, bắt đầu vỡ vụn. Máu tươi, Điên cuồng phun trào, xương cốt tiếng vỡ vụn, có thể nghe rõ ràng. Hoang Cực Huyền trên mặt hiện lên lau một cái vẻ khó tin, ngay sau đó, thân thể ngay tức thì đổ bay ra, giống như đạn đại bác vậy, đánh về phía Thành Thiên Hoang bên trong. Thành Thiên Hoang cửa chỗ là một tòa lễ đường, Hoang Cực Huyền vì cùng Quế Linh Vân tiến hành hôn lễ mà xây dựng lễ đường, vô cùng là xa hoa, dùng tới vô số quý trọng vật liệu chế tạo, Hoang Cực Huyền thân thể ngay tức thì đụng vào lễ này đường bên trên. Âm một tiếng vang thật lớn. Lễ này đường ngay tức thì bị vỡ thành nghiền. Tất cả người cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả à. Vô cùng cường hãn yêu nghiệt tồn tại, Hoang cực huyền lại bị Diệp thần một quyền đánh bay. Hoang cực huyền nhưng mà có thể trong vòng 10 năm trở thành còn thật tồn tại, rồi sau đó đem bốn điện cũng đè được không ngốc đầu lên được siêu cấp yêu nghiệt à? Làm sao sẽ bị một cái bổ thiên cảnh tồn tại dễ dàng như vậy một chiêu nghiền ép. Bọn họ không phải đang nằm mơ chứ? Diệp thần lắc đầu nói, liền cái này còn muốn cho ta sống không bằng chết. Vũ khí này quả thật mạnh mẽ, đáng tiếc, rơi vào người loại phế vật này trong tay, căn bản không cách nào phát huy ra uy lực. Ngươi lấy là chỉ cần quyền lực nội liễm là đủ rồi. Có thể nhưng không biết, nội liễm cùng ngoại phóng tới giữa, cần một cái thăng bằng mới có thể đem quyền lực đẩy thăng tới đỉnh cấp. Ngươi nội liễm có thừa, ngoại phóng chưa đủ, cái này vũ khí cường đại, bị ngươi dùng đến, giống như là thằng hề trò lừa bịp. Cho ta im miệng, một tiếng cơ hồ phải đem màng nhĩ mọi người cũng chấn vỡ gầm thét từ vậy lễ đường phế tích bên trong bộc phát ra một đạo màu máu bóng người ngay tức thì phóng lên cao chính là hoang cực huyền giờ phút này hoang cực huyền đã khôi phục nguyên thân miệng đầy bé nhọn răng nanh nhìn như vô cùng dữ tợn hắn một đôi huyết mâu đỏ được giọt máu tức giận đến trình độ cao nhất hoang cực huyền không cách nào tiếp nhận mình bị diệp thần một cái như vậy ở hắn trong mắt giống như con kiến hôi tồn tại một quyền oanh bay càng không cách nào tiếp nhận diệp thần dùng cái loại này cao cao tại thượng giọng tới chỉ điểm vũ kỹ của hắn hoang cực huyền kiêu ngạo nhất chính là tu võ lên thiên phú à yêu tộc tu võ thiên phú vậy không bằng người tộc nhưng hoang cực huyền nhưng có trong nháy mắt giết 99% loài người khủng bố thiên phú võ đạo có thể hiện tại đến diệp thần trong miệng nhưng tựa như không đáng giá một đồng đây là cực lớn làm nhục hoang cực huyền anh cười một tiếng nói thằng nhóc ngươi sẽ không lấy là mình một quyền chiếm đốt gió liền cảm thấy có thể chiến thắng ta chứ ha ha ta nhưng mà căn bản không có vận dụng thực lực chân chính à muốn muốn chỉ điểm giang sơn chờ ngươi ở ta một kích này dưới sống sót rồi hãy nói giờ phút này hoang cực huyền vậy bể tan tành quả đấm đã khôi phục hoang yêu nhất tộc lấy sinh mệnh lực mạnh mẽ nổi danh mà diệp thần mới vừa vậy một quyền kia mặc dù không thể tưởng tượng nổi vô cùng sợ hãi nhưng còn ở hoang cực huyền tiếp nhận trong phạm vi hắn cảm giác được mình sẽ thua thiệt chỉ là nhất thời khinh thường thôi chỉ cần động dùng toàn lực diệt thần vẫn là con kiến hồi một khắc sau hoang cực huyền gầm nhẹ một tiếng nói hoang yêu bát cực công Ẩm, um, ầm um, ầm um. hơi thở lao nhanh vô tận bành trướng thi triển hoang yêu bát cực công sau đó hoang cực huyền lực lượng lại là điên cuồng dâng lên thoáng qua liền lật chừng năm lần hơn khổng lồ kia đến cơ hồ có thể đem thiên địa đè bể hơi thở bao phủ cả tòa thành thiên hoang vậy vô số tới chúc mừng thực lực giống vậy võ giả đều là miệng phun máu tươi nằm ở cho dù hơi thở này cũng không phải là nhằm vào bọn họ chỉ là tán toát ra một chút liền làm bọn họ không cách nào nhận chịu quế linh vân nhìn thi triển hoang yêu bát cực công hoang cực huyền mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ khẩn trương không thể nào tin nổi thế gian vẫn còn có như vậy nghịch thiên công pháp hoang cực huyền mỉa mai nhìn diệp thần nói hiện tại ngươi còn có thể nói cho ra nói sao ừ mới vừa rồi không phải rất có thể nói. Còn cảm thấy, mình có thể chỉ điểm ta sao? Diệp thần nhún vai một cái nói, ta muốn nói, ừ, thật ra thì, ta vậy không có dùng toàn lực. Tiếp theo Trang. Hoang cực huyền cười lạnh nói, lập tức, ngươi liền Trang không ra ngoài. Hắn cả thân yêu lực, điên cuồng vận chuyển, máu gần như sôi trào, huyết mâu thâm thúy, bỗng nhiên quát lên, hoang yêu thất tuyệt giết, thứ hai tuyệt, đồ long sát. Nếu nói là đồ hổ sát, là nội liễm, đồ long sát thì là tuyệt đối khoe khoang, khí thôn thiên địa. Nguyên bản còn có chút thực lực trung đẳng võ giả ở hoang cực huyền hơi thở bên trong kiên trì vùng vẫy, nhưng ở hoang cực huyền chuẩn bị thi triển cái này đồ long sát ngay tức thì cũng là miệng phun máu tươi, sụi lơ trên đất. Đồ long sát hơi thở quá khủng bố. Hơn nữa cùng đồ hổ sát không cùng, đồ long sát chính là kiếm pháp. Hoang cực huyền trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Một chuôi trường kiếm màu máu, chui kiếm chỗ còn nạm một quả màu đỏ như máu con ngươi vậy đá quý. Kiếm này chính là hoang gia chấn tộc chi bảo. Một khắc sau, khủng bố kiếm khí điên cuồng gào thét, hóa thành một đạo cự long ảnh, hướng Diệp Thần chém điên cuồng tới. Hư không điên cuồng bể tan tành, cả thiên đạo quy luật, tựa hồ cũng muốn ở dưới một kiếm này chết. Hoang Cực Huyền khóe miệng dương lên một tia cười lạnh, đồ long sát so với đồ hồ sát, mạnh đâu chỉ ba lần. Là hắn lớn nhất một trong những lá bài tẩy, phối hợp Hoang Yêu Bát Cực Công, hắn có lòng tin đem thủy nguyên cảnh 8 tầng thiên tồn tại cũng chém chết hú chi là diệp thần diệp thần nhìn cái nhìn này ánh mắt nhỏ tránh một khắc sau một cổ vô cùng nồng nặc yêu khí cùng với từng cơn mãnh liệt cực kỳ oai rồng đồng thời từ diệp thần trong cơ thể bộc phát ra hoang cực huyền nụ cười ngay tức thì động lại trong mắt có chút run rẩy nhìn về phía diệp thần thời khắc này diệp thần cả người sinh ra đạo đạo vảy rồng hóa thân long tộc trạng thái mấu chốt nhất là cho dù là hoang cực huyền cũng từ diệp thần trên mình cảm nhận được liền mãnh liệt huyết mạch uy áp à hoang yêu nhưng mà vô cùng là cao đẳng yêu tộc một trong huống chi hoang cực huyền huyết mạch thuần độ cao đến 75%. cho dù ở trên cao thời xưa thậm chí còn thời kỳ hồng hoang đều là thuộc về tinh anh tồn tại có thể hiện tại lại cảm nhận được liền huyết mạch uy áp bất quá hắn thần sắc rất nhanh bình tĩnh lại huyết mạch uy áp mạnh mẽ thì thế nào như thường phải bỏ mạng ở nơi này đồ long sát dưới. Diệp thần thần sắc nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía trước mắt tản ra thương cổ hơi thở hình rồng kiếm quang, trong tay nhiều hơn một chuôi đen nhánh trường kiếm, trên trường kiếm dâng lên một hồi sáng chói ánh sao. Đối mặt vậy tựa như liền thế giới, cũng có thể chém một cái là hai kiếm mang. Diệp thần lại là không sợ chút nào, giơ tay lên một kiếm đánh ra. Hắn không có dùng nắm giữ kiếm pháp, vậy không có dùng nguyên phù và hồng mông cổ pháp, hắn nếu không đoạn thích ứng khó khăn nhất thao túng tinh hồn chạm tinh hồn chảm. Một khắc sau, hình rồng kiếm quang, cùng vậy sáng chói ngân hà đụng vào một nơi. Những cái kia võ giả, mặc dù tê liệt ngã trên đất, nhưng ánh mắt như là phong tỏa hai người. Bọn họ tin tưởng có năm lần lực lượng, cùng với nghịch thiên võ kỹ hoang cực huyền là không thể nào thua. Diệp thần mạnh hơn nữa, vậy sẽ không thật ở bổ thiên cảnh liền có thủy nguyên tám tầng thiên thực lực chứ. Nói thật, Diệp thần đã rất ưu tú, nói riêng về tư chất võ đạo, so với Hoang Cực Huyền còn phải ưu tú vô số lần. Phải biết, Diệp Thần mới hơn 20 tuổi hà. Đáng tiếc, ngày hôm nay hắn nhưng muốn bởi vì lỗi của hắn lầm lựa chọn mà bỏ mạng ở liền nơi này. Nhưng đám người vậy mới vừa sống lại óc, tự hồ lại phải lần nữa tự bạo. Vậy hình rồng kiếm quang lại là ngân hà bên trong cực nhanh bể tan tành trước, thoáng qua biến thành hư không. Hoang cực huyền lá bài tẩy dốc hết một chiêu, lại vẫn là bị Diệp Thần trấn áp à? Đây không phải là thần thoại là cái gì? Sao thần thoại còn muốn thần? Mà một kiếm này, chấn áp Hoang Cực Huyền đồ long sát sau đó, lại là không chút nào dừng lại dấu hiệu, tiếp tục hướng Hoang Cực Huyền đánh tới. Tốc độ kia tuyệt mau, Hoang Cực Huyền thậm chí không kịp làm ra phản ứng. âm một tiếng, hắn chợt vượt trội búng máu tươi lớn, ánh mắt ảm đạm nhìn mình ngực, nơi đó rõ ràng bị đánh ra một cái lỗ thủng to, cơ hồ phải đem toàn bộ lồng ngực đều hòa tan vậy. Hắn Hoang Cực Huyền lại vẫn bại ta nói, ngươi còn chưa xứng. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần đã xuất hiện ở Hoang Cực Huyền trước mặt, mặt mỉm cười nói, ta không có ngươi tàn nhẫn như vậy, thần hồn của ngươi, ta sẽ trực tiếp đem cắn nuốt. Diệp Thần bây giờ thần hồn lực, chiếm đoạt thủy nguyên cảnh sơ kỳ võ giả thần hồn đã sẽ không lại có quá lớn tăng lên. Bất quá, thủy nguyên cảnh 78 tầng thiên cực kỳ yêu nghiệt, như là không cùng, không thể lãng phí. Hoang Cực Huyền nghe vậy, trên mặt thoáng qua một màn điên cuồng vẻ, chợt ôm lấy Diệp Thần, gào thét nói, lão tử coi như phải chết, vậy sẽ không bỏ qua ngươi, và ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Một cổ vô cùng là hơi thở cuồng bạo, từ hoang cực huyền trong cơ thể bộc phát ra, hắn lại là muốn tự bạo. Trên đất nằm những cái kia võ giả hét lên một tiếng, vùng vẫy muốn bò dậy, như vậy tồn tại tự bạo, đừng nói là diệp thần, bọn họ tất cả mọi người đều rất nguy hiểm chứ. Bất quá diệp thần như là nhàn nhạt, nhạt nói, phệ hồn thông thiên. Một khắc sau. Một đạo cự nhân hư ảnh xuất hiện ở Hoang Cực Huyền sau lưng, trường kiếm trong tay tựa như chính là tử thần lưỡi liềm kiếm. Cái này trường kiếm chớp mắt, ngay tức thì chém vào Hoang Cực Huyền tức Hải, kiếm phong bên trên nhiều một đạo hồn phách, ngay tức thì bị cái này cự nhân kéo vào hắc động bên trong. Vậy hơi thở cuồng bạo, ngay tức thì tiêu tán, Hoang Cực Huyền ở Diệp Thần trước mặt lại là liền tự bạo cơ hội, cũng không có. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, ngay sau đó, Thành Thiên Hoàng bên ngoài bộc phát một hồi hoan hô. Hồ thẳng sông lên trời cao hoan hô. Bởi vì diệp thần, bọn họ lượng một cái mạng à? Diệp thần ở bọn họ trong lòng chính là thần, mà hoang ra đám người, giờ phút này như là tê liệt ngã trên đất, gần như chết ngất. Diệp thần tiện tay một chút, đem hoang cực huyền thân thể hóa thành thuần túy máu thịt, nốt vào liền một quả bình ngọc bên trong. Như vậy nghịch thiên yêu tộc máu, có thể vẫn là có chút chỗ dùng. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, diệp thần chậm rãi xoay người nhìn về phía sau lưng cô gái mỉm cười nói đại tiểu thư xin lỗi để cho ngươi đợi lâu quế linh vân nghe vậy mắt đẹp lại là một đỏ chợt nhào tới diệp thần trong ngực từ rời đi cửu u thánh vương di tích sau đó nàng trong lòng lớn nhất nguyện vọng chính là lần nữa thấy diệp thần hiện tại rốt cuộc thực hiện hơn nữa tức tỉnh thiên quỷ huyết mạch sau đó nàng tu hành tốc độ có thể nói một ngày ngàn dặm nguyên bản nàng cho rằng diệp thần coi như lại nghịch thiên thực lực cũng không khả năng ở mình bên trên có thể bây giờ nhìn lại, sợ rằng thế gian bất kỳ huyết mạch ở Diệp Thần trước mặt đều là không đáng nhắc tới. Để cho nàng vui vẻ là Diệp Thần vẫn là cái đó Diệp Thần, cho dù hôm nay Diệp Thần thực lực đã cường đại vô số lần, hắn nhưng thủy chung không thay đổi. Quế Linh Vân có chút kiêu ngạo đối với Thanh Y nói, "Thanh Y, ngươi hiện tại còn cảm thấy Diệp Thần không xứng với ngày này quỷ huyết mạch sao?" Thanh Y nghe vậy, sau một hồi trầm mặc, mới mở miệng nói, "Là ta sai rồi, thằng nhóc này tựa hồ xa xa vượt ra khỏi ta tưởng tượng." liên nàng đều không cách nào hiểu. Diệp thần mạnh mẽ, thật là vượt qua cái này vượt ngoại quy luật lực. Nàng cả đời này thấy qua vô số sợ hãi yêu nghiệt, bất quá, lại sợ hãi cũng phải ở phép tắc trói buộc dưới. Có thể diệp thần đâu. Tựa như trực tiếp coi quy luật là không có gì. Như vậy yêu nghiệt, chư thiên vạn giới sợ rằng đều tìm không ra cái thứ hai. Không đúng, có một người. Luân hồi chi chủ. Đáng tiếc luân hồi chi chủ chẳng biết tại sao, đột nhiên chết. Một đời thần thoại, lúc này kết thúc. Thanh y có một cái chớp mắt như vậy gian, cảm thấy trước mắt Diệp Thần có chút giống luân hồi chi chủ. Quế Linh Vân nghe vậy, mặt đẹp bên trên hiện lên lau một cái vẻ kích động, bất kỳ người phụ nữ đều hy vọng của mình thích người đàn ông, đạt được đồng ý. Mặc dù nàng không xác thực định, Diệp Thần là cầm nàng làm bạn bè, vẫn là làm cái khác. Mà tại chỗ những võ giả khác từ sống sót sau tai nạn hưng phấn bên trong tỉnh táo lại sau đó, chính là chấn động tùng vô cùng vô cùng được chấn động tủng. Hoang cực huyền lại lại chết như vậy. Ở một tên bổ thiên cảnh tích chữ ở trong tay tựa như không có chút nào sức chống cự chết. Loại cảm giác này giống như chính mắt nhìn thấy có người một quyền đem mặt trời đánh bể vậy. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều tò mò, người thanh niên này là ai? Bọn họ tự hồ không có ở Nguyệt Hồn Vực và Dương Chân Vực thấy qua như vậy một tên yêu nghiệt à. Tập 2248 Mà hoang ra mọi người thấy một màn này, đều là mặt xám như cho tàn. Trước đây không lâu, bọn họ lấy được hoang gia lão tổ rơi xuống tin dữ. Mặc dù rất nhiều người đáy lòng cũng suy đoán cùng hoang cực huyền có liên quan, nhưng không người nào dám nói ra. Bởi vì mất đi hoang gia lão tổ, bọn họ hơn nữa cần hoang cực huyền. Có thể hiện tại, liền hoang cực huyền đều chết hết à? Bất quá, bọn họ cũng không dám chút nào câu oán hận. Diệp thần như vậy tồn tại bọn họ không chọc nổi. Nguyên bản, đối với diệp thần mang trong lòng oán niệm quế bồ long giờ phút này cũng đã là một bộ mừng như điên thần sắc nhìn diệp thần mặt đầy đều là nịnh hót cùng lấy lòng mà diệp thần như là thần sắc bình thản đối với quế bồ long loại người này hắn cũng không thích ngay tại lúc này diệp thần đột nhiên thần sắc động một cái buông ra quế linh vân trong đầu vang lên tần tử vi thanh âm tần tử vi nói diệp công tử ta lấy được một cái liên quan tới kim thư tuệ kim tiên tử tin tức diệp thần ánh mắt ba động một chút nói Thư Tuệ. Tin tức gì? Kim Thư Tuệ theo lý mà nói hẳn ở tinh nguyệt luyện thần đỉnh. Bất quá trước, Kim Thư Tuệ nghe nói mình ở U Vương bí cảnh chuyện phát sinh, muốn báo thủ cho mình. Diệp thần lúc ấy không có để ý, chẳng lẽ có biến cố. Diệp thần bởi vì đồ thánh đại hội và tiêu thủy hàn sự việc, hắn đã rất lâu chưa có trở về tinh nguyệt luyện thần ngọn núi. Chẳng lẽ tinh nguyệt luyện thần đỉnh xảy ra chuyện? Tần Tử Vi tiếp tục nói, từ lần trước công tử ở u vương bí cảnh suýt nữa chết sau đó kim quân nương liền lập chí muốn là công tử cống hiến một phần chia lực lượng nàng liền xông mấy cái vô cùng là nguy hiểm bí cảnh suýt nữa bỏ mình nhưng nhưng cũng là nhân họa đắc phúc ở trong bí cảnh dưới cơ duyên xảo hợp làm quen dương chân vực kim ra người bị kim ra người mang về dương chân vực dương chân vực kim ra diệp thần nhướng mày một cái mặc dù kim thư tuệ vậy họ kim nhưng kim thư tuệ vốn là linh võ đại lục người bảo vệ gia tộc và kim gia này có quan hệ thế nào Tần Tử Vi nói, Kim gia là dương chân vực ở giữa thiên hỏa vực cường đại nhất gia tộc, đồng thời cũng là dương chân 36 trong phủ, 24 tộc một trong. Hơn nữa, Kim gia này tựa hồ cùng Linh Võ Đại Lục có chút quan hệ, mà Kim cô nương nhưng là có Kim gia huyết mạch, bị gia chủ Kim gia nhận trở về Kim gia, trở thành Kim gia một thành viên. Diệp Thần gật đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đây đối với Kim Thư Tuệ mà nói là một chuyện vui. Kim gia cung cấp tu hoàn cảnh, xa không hôm nay tinh nguyệt luyện thần đỉnh, có thể so sánh. Có thể, Tần Tử Vi nhưng là trầm giọng nói, hôm nay, Kim Cô Nương ở Kim gia tình cảnh, rất nguy hiểm. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Quế Linh Vân thấy được Diệp Thần thần sắc, không khỏi phải hỏi nói, Diệp Thần, thế nào? Diệp Thần sắc mặt có chút nặng lạnh địa đạo, Linh Vân, ta có chút việc phải xử lý, hiện tại phải rời đi. Quế Linh Vân nghe vậy, mắt đẹp bên trong hiện lên nồng nặc vẻ không thôi, thời gian dài như vậy tới nay, Nàng một mực trông chờ có thể mới gặp lại Diệp thần, hiện tại, nguyện vọng thực hiện, có thể Diệp thần nhưng phải lập tức rời đi. "Bất quá, nàng vẫn là lộ ra nụ cười nói, đi đi, ta ta sẽ một mực chờ ngươi." Diệp thần nhìn Quế Linh Vân, ánh mắt nhu hòa một phần nói, "Ta sẽ trở lại." Hắn biết, Quế Linh Vân đoạn thời gian này lấy là hắn chết, nhận chịu quá nhiều, đối với lần này, Diệp thần trong lòng có một phần thiếu nợ. Quế Linh Vân nghe vậy, mặt đẹp hơi ửng đỏ, Thanh Y thở dài một cái, nàng biết không bàn về nàng phản đối không phản đối, cũng không bàn về Diệp Thần tư chất võ đạo như thế nào, Linh Vân con bé này, đời này là thua ở Diệp Thần trên tay. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình chớp mắt, liền trực tiếp từ tại chỗ biến mất, hướng kim ra chỗ ở phương hướng đi. Đồng thời, hắn lấy ra thiên tinh các thể khách quý, sắc mặt vô cùng lạnh như băng, uy nghiêm hướng về phía Tần Tử Vi mở miệng nói, đem ta nói truyền đi, ta muốn cho Kim gia biết. Dám can đảm xúc phạm Kim thư tuệ người, ta diệp thần giết không tha dương chân thiên hỏa vực thiên kim thành thiên kim thành là thiên hỏa vực lớn nhất thành trì mà ở thiên kim thành nơi trung tâm tọa lạc một tòa vô cùng to lớn xa hoa phủ đệ nơi này chính là kim gia chỗ kim gia thân là dương chân vực 24 tộc một trong địa vị có thể tưởng tượng được cái này thiên kim thành có thể nói chính là kim gia thành kim gia đối với thiên kim thành dân trong thành mà nói chính là cao nhất tôn quý tồn tại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ chỉ cần kim ra vừa mở miệng không có bất kỳ người sẽ không có cùng ý kiến có thể gần đây mấy ngày nay kim gia tình cảnh tựa hồ cũng không phải là tốt như vậy mà thiên kim thành dân trong thành đối với kim gia ấn tượng cũng có một chút biến hóa bọn họ đột nhiên phát hiện kim ra thật giống như cũng không phải là bọn họ tưởng tượng bên trong cường đại như vậy mấy ngày nay thiên kim thành bên trong tới hai đội nhân mã cái này hai đội nhân mã mỗi một người đều là mặt như hàn xương mắt mang sắc khí hiển nhiên tới ý bất thiện mà bọn họ nơi nhằm vào chính là thiên kim thành dân chúng trong lòng gần như vô địch kim gia cái này hai đội người trong đó một đội là là tới từ thiên tuyệt môn chấp pháp đường một đội khác chính là cùng là dương chân 36 phủ một trong lâm gia lâm gia phái tới là trong tộc một tên trưởng lão thủy nguyên bảy tầng thiên trưởng lão mà thiên tuyệt môn chấp pháp đường đồng dạng là từ một tên thủy nguyên bảy tầng thiên võ giả lĩnh đội nhưng cùng lâm gia trưởng lão ngược lại người này lại là vô cùng là trẻ tuổi. Người thanh niên này tên là Triệu Phiên Giác. Triệu Phiên Giác, danh tự này ở thiên tuyệt môn bên trong liền là tuyệt đối kiêu ngạo. Triệu Phiên Giác, không tới thiên tuế, ở tu võ người bên trong, có thể coi như đặc biệt vô cùng trẻ tuổi. Nhưng, cũng đã đột phá thủy nguyên bảy tầng thiên, có có thể so với thiên tuyệt môn một ít trưởng lão thực lực. Từ gia nhập thiên tuyệt môn bắt đầu, Triệu Phiên Giác liền sáng lập vô số kỳ tích, thiên tuyệt môn trên dưới nhắc tới hắn tên chữ, không có bất kỳ người dám nói không phục. Đồng thời, hắn cũng là thần tinh bảng trên hạng 4000 trước siêu cấp yêu nghiệt. Thiên Tuyệt môn thái thượng trưởng lão tự mình đem thu là quan môn đệ tử, thậm chí để cho hắn trông coi chấp pháp đường. Mục đích rất đơn giản, chính là vì tương lai chấp trưởng toàn bộ Thiên Tuyệt môn làm chuẩn bị. Mà lần này đi tới Thiên Kim thành, là Triệu Phiên Giác lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Hôm nay, Thiên Tuyệt môn cùng Lâm ra hai đội nhân mã, bao vây ở thiên kim thành trung tâm tòa kia xa hoa phủ đệ bốn phía đã đem kim ra trận dòng dã ba ngày ba đêm thời gian này nguyên bản vô cùng tôn quý kim ra người nhưng cũng không dám bước ra cửa một bước hoàn toàn trở thành con rùa đen giúp đầu kim ra bên trong phủ đệ tránh điện bên trong một tên thần sắc uy nghiêm mặc một kiện cẩm bào bả vai rộng rãi người đàn ông trung niên tránh thần sắc vô cùng âm trầm ngồi ở chủ vị bên trên người này chính là gia chủ kim gia kim chính lương mà ở kim chính lương quanh thân còn đứng một tên xinh đẹp thiếu phụ cùng với một tên tướng mạo cùng kim chính lương có bảy tám phần tương tự chàng thanh niên thiếu phụ kia là kim chính lương thiếp phòng lưu phỉ phỉ mà chàng thanh niên chính là lưu phỉ phỉ cùng kim chính lương sanh con cháu kim cẩm hoa mà ở tránh điện bên trong còn đứng một đám người đều là kim gia chấp sự trưởng lão cung phụng chờ một chút giờ phút này một tên trưởng lão hướng về phía kim chính lương mở miệng nói gia chủ mau đưa kim thư tuệ giao cho thiên tuyệt môn và lâm gia đi tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Kim gia sẽ có đại nạn à? Kim Chính Lương nghe vậy, sắc mặt hơn nữa trầm ngưng liền một phần. Kim gia sở dĩ sẽ bị Thiên Tuyệt môn cùng Lâm gia bao vây, căn nguyên ngay tại Kim Thư Tuệ trên mình. Ngày đó, hắn ở một nơi trong bí cảnh bất ngờ cùng Kim Thư Tuệ gặp nhau, lúc này, chính là sửng sốt một chút, bởi vì Kim Thư Tuệ cùng Kim Chính Lương chết đi con gái tướng mạo vô cùng tương tự. Một phen thẩm vấn dưới, Kim Thư Tuệ quả nhiên có Kim gia huyết mạch. Năm đó, Kim gia là linh võ đại lục người bảo vệ gia tộc, nhưng lại có một tên Kim gia con em rời đi linh võ, phi thăng tới liền vực ngoại. Hơn nữa, nhiều năm phát triển, cuối cùng để cho Kim gia trở thành dương chân vực 24 tộc một trong. Vừa nhìn thấy Kim Thư Tuệ, Kim Chính Lương liền nhớ tới con gái mình, mà Kim Thư Tuệ lại có Kim gia huyết mạch, hắn lập tức quyết định để cho Kim Thư Tuệ nhận tổ quy tông, gia nhập Kim gia. Lúc này Kim Thư Tuệ một lòng muốn trở nên mạnh mẽ, có thể lấy được được tốt hơn tu võ hoàn cảnh, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kim Thư Tuệ gia nhập Kim Gia sau đó, Tu Vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, thêm tới nàng ở đủ loại trong bí cảnh vào sanh ra tử. Mặc dù vô cùng là nguy hiểm, nhưng cũng là thu được không thiếu chỗ tốt. đủ loại dưới cơ duyên, Kim Thư Tuệ trước đây không lâu lại là thành công đột phá thủy nguyên cảnh. Kim Chính Lương giạt rào vui mừng, đối với cái này cùng Kim Gia có mấy phần sâu xa thiếu nữ, bộc phát coi trọng, cơ hồ đem coi thành con gái ruột vậy đối đãi. Nguyên bản, đối với Kim Thư Tuệ khá là bài xích Kim Gia đám người ở thấy được kim thư tuệ cực kỳ tươi đẹp thiên phú cùng với tiềm lực sau đó vậy dần dần bắt đầu thầm chấp nhận nàng tồn tại có thể ngay tại mấy ngày trước phát sinh ngoài ý muốn kim thư tuệ từ gia nhập kim ra lúc đó liên đối với kim chính lương nói qua nàng muốn là diệp thần trả thù và ra tay lúc lúc ấy kim chính lương nói cho nàng chu gia chu quỳnh thái chân môn xích phong sam vân vân đều không phải là người bình thường có thể động được cho dù muốn báo thù vậy trước hết muốn tích góp thực lực chỉ ít có thủy nguyên hậu kỳ thậm chí còn tầng thứ tục cùng lực lượng mới có cơ hội làm được hết thảy các thứ này kim chính lương biết muốn hóa giải cái loại này ân oán rất khó cho nên hắn chỉ có thể trước ổn định kim thư tuệ bất quá kim thư tuệ cũng biết kim chính lương nói đúng sự thật cho nên tạm thời nàng liền ở kim gia an tâm tu luyện nhưng là trước mấy ngày kim thư tuệ xuất ngoại lịch luyện lúc đó lại là đụng phải một tên lâm gia con em tên này lâm ra con em đối với kim thư tuệ vừa gặp chân thành vì theo đuổi kim thư tuệ thậm chí âm thầm tra ra kim thư tuệ lai lịch đang bị kim thư tuệ ngay trước mọi người cự tuyệt sau đó thạnh quá thành giận lâm ra con em lại là ngay trước mọi người nhục mạ kim thư tuệ là nguyệt hồn vực tới hạ đẳng người nguyên bản kim thư tuệ không hề dự định để ý có thể hết lần này tới lần khác người này nhắc lên ở u vương di tích giống vậy có cái không tán thưởng hạ đẳng người đối với lâm ra con em ra tay cuối cùng chết thảm ở di tích bên trong sự việc hắn nói dĩ nhiên chính là diệp thần những lời này hoàn toàn chọc giận kim thư tuệ vậy đối với lâm gia oán hận ngay tức thì bùng nổ cắn nuốt lý trí của nàng tức giận dưới kim thư tuệ lại là trực tiếp ra tay đem cái này lâm gia con em tại chỗ tiêu diệt được không có đúng lúc hay không người này cũng không phải là lâm gia con em bình thường mà là lâm gia trưởng lão rừng trăm quỷ thân tôn tử đồng thời rừng trăm quỷ nương thân vẫn là thiên tuyệt môn một tên trưởng lão con gái cái này một tí Lâm gia cùng Thiên Tuyệt môn có thể nói là hoàn toàn nổi giận. Lúc này, liền phái người đem kim gia vây quanh vòng tròn. Bọn họ cho kim gia 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, hoặc là giao ra kim thư tuệ, hoặc là liền trực tiếp để cho kim gia từ dương chân vực biến mất. Mà ngày hôm nay, chính là ngày thứ 3. Kim Chính Lương chặt chẽ cắn răng, hắn rất rõ ràng, kim gia mặc dù cùng là dương chân 36 phủ một trong, nhưng trên thực tế đã bắt đầu xa sút là 36 trong phủ thực lực tồn tại lót đáy gia tộc bên trong nhất chiến lực cường đại chính là Kim Chính Lương mình. Mà Kim Chính Lương cũng bất quá là một tên thủy nguyên bảy tầng thiên tồn tại. Đừng nói là thiên tuyệt môn cùng lâm gia, chính là cái này phái ra hai đội nhân mã, cũng đủ để tắm máu toàn bộ Kim gia liền à. Có thể, cho đến hiện tại, Kim Chính Lương nhưng cũng không muốn đem Kim Thư Tuệ giao cho thiên tuyệt môn cùng lâm gia, bởi vì là hắn đem Kim Thư Tuệ mang đến Kim gia, hơn nữa, hắn trong lòng đã đem Kim Thư Tuệ coi là mình con gái ruột những trưởng lão kia chấp sự cũng rất rõ ràng một điểm này cho nên bọn họ rối rít đi tới tránh điện bên trong vì chính là ép kim chính lương giao ra kim thư tuệ bọn họ cũng không muốn cho người khác chôn theo à đặc biệt là người này vẫn là một cái người ngoài toàn bộ kim gia trừ kim chính lương có thể nói không có một người chân chính cầm kim thư tuệ xem làm là kim gia một phần tử lưu phỉ phỉ nhìn như một bộ thần sắc đau thương nhưng trong mắt như là mang theo một chút cười nhạt Kim Thư Tuệ chết đối với nàng mà nói có thể nói là một chuyện vui. Từ Kim Thư Tuệ gia nhập Kim gia bắt đầu nàng liên không lúc nào không mong mỏi Kim Thư Tuệ đi chết. Năm đó Kim Chính Lương thê nữ ở một lần bất ngờ bên trong mất mạng để cho Lưu Phỉ Phỉ có lên chức cơ hội vốn là nàng lấy là mình có thể vô tư không lo nhưng ai biết lại đột nhiên tới một cùng Kim Chính Lương chết đi con gái lớn lên vô cùng là tương tự Kim Thư Tuệ. Mấu chốt nhất là Kim Thư Tuệ còn biểu hiện ra cực cao tu võ thiên phú nguyên bản không thế nào đợi gặp kim thư tuệ kim ra đám người cũng đem kim thư tuệ coi là gia tộc kiêu ngạo coi là kim ra tương lai quật khởi lần nữa cơ hội như vậy thứ nhất cái này không biết từ đâu tới nha đầu thật có khả năng uy hiếp được nhi tử mình địa vị dẫu sao kim cẩm hoa tu võ thiên phú mặc dù coi như ưu tú lại là gia nhập bốn điện một trong thiên vương điện nhưng và kim thư tuệ so với cũng có chút không bằng lưu phỉ phỉ tuyệt không cho phép như vậy sự việc phát sinh cho nên trong ngày thường không thiếu nhằm vào Kim Thư Tuệ làm một ít động tác nhỏ. Bất quá, nhưng Thủy Trung không cách nào dung chuyển Kim Thư Tuệ ở Kim Chính Lương trong lòng địa vị. Cũng may, ông trời mở mắt, cái này người phụ nữ ngu xuẩn lại vì một cái đã chết phế vật mà đối với lâm gia trưởng lão cháu trai động thủ. Ha ha, hiện tại báo ứng tới. Một bên Kim Cẩm Hoa trong lòng cũng là tràn đầy sảng khoái, hắn mặc dù gia nhập thiên vương điện, nhưng bất quá là một tên bên ngoài điện đệ tử thôi. Cái gì là bên ngoài điện đệ tử? và đệ tử tạp dịch cũng không có quá lớn khác biệt. Cho nên, hắn vô cùng là ghen tị Kim Thư Tuệ tu võ thiên phú. Bất quá, hai người lúc này cũng không có nói gì, bọn họ biết, có người sẽ thay bọn họ nói. Ngay tại lúc này, một tên Kim gia con em run rẩy bưng một phong thơ, bước vào đại sảnh bên trong, chảy mồ hôi lạnh nói, gia chủ, những người đó đưa tin tới. Mọi người tại đây, đều là con người có giúp một cái. Phong thư này giống như là tử hình tuyên cáo, Kim Chính Lương nhận lấy tin, mở ra vừa thấy, trong mắt hung hãn run rẩy một tí, phát ra một tiếng cực kỳ trầm trọng than thở. Kim gia trưởng lão các người, liền vội vàng hỏi nói, gia chủ, trong thơ nói gì? Kim Chính Lương trầm mặc, đem vậy phong ấn đưa cho một tên trưởng lão. Trưởng lão kia vừa thấy, sắc mặt ngay tức thì cuồng biến, mang vô cùng là giọng hoảng sợ nói, một nén nhang thời gian. Chỉ còn lại một nén nhang thời gian, bọn họ liền phải sát nhập Kim gia liền à. Tập 2249 trong chốc lát tránh điện bên trong đám người rồi rít mở miệng nói gia chủ van xin ngài coi như ngươi lại xem trọng cái này kim thư tuệ cũng không thể bởi vì nàng đem chúng ta tất cả mọi người đều hại chết à gia chủ đại cuộc làm trọng gia chủ người chết không thể sống lại kim thư tuệ không cách nào thay thế người chết đi con gái à kim chính lương càng nghe sắc mặt chính là càng khó xem đây là ngoài cửa vang lên một hồi huyên áo tiếng bước chân trong chốc lát mấy trăm tên kim gia con em cùng với mấy ngàn tên người giúp việc, cung phụng vân. Vân, toàn bộ đều xuất hiện ở đại điện gia, bọn họ mỗi một người đều là lấy gần như hỏng mất ánh mắt nhìn về phía Kim Chính Lương, đồng nói: "Mời gia chủ, mau cứu Kim gia, mời gia chủ giao ra Kim thư tuệ." Không có ai muốn vì người khác mà chết, trở thành người khác vật chôn theo. Lúc này, một đạo thân ảnh như bỗng nhiên từ đám người bên trong đi ra, đi tới trong đại điện, một đạo mặc váy trắng, tuyệt đẹp bóng người kim chính lương nhìn về phía đạo thân ảnh kia sắc mặt trắng bệch liền một phần người tới chính là kim thư tuệ mới vừa rồi mọi người nói nói sợ rằng đều bị kim thư tuệ nghe được kim chính lương trong mắt lóe lên vẻ tức giận nói thư tuệ ngươi quên ngươi đã bị phạt ở gia tộc cấm địa bên trong đối diện tường suy nghĩ làm sao mình chạy ra ngoài kim gia cấm địa chỉ có kim chính lương một người có thể mở ra sở dĩ để cho kim thư tuệ ở cấm địa bên trong là từ lo lắng an toàn của nàng nếu không sợ rằng nàng đã sớm bị một đám trưởng lão cưỡng ép đưa đến lâm gia cùng thiên tuyệt môn trước mặt mà giờ khắc này kim gia trưởng lão lưu phỉ phỉ kim cẩm hoa các người như là mặt hiện đại hỉ vẻ bọn họ thật nhanh đem kim thư tuệ vây quanh sợ bị kim thư tuệ chạy bọn họ rối rít mở miệng nói thư tuệ ta kim gia đối đãi ngươi không tệ ta muốn ngươi vậy không hy vọng nhìn kim gia diệt môn chứ mời ngươi tự giác một chút đúng vậy ngươi làm ra cái này cùng nguy hại gia tộc sự việc chẳng lẽ còn muốn để cho chúng ta bị ngươi liên lụy sao? Kim Thư Tuệ, ngươi vong ân phụ nghĩa, chỉ còn lại một nén nhang thời gian, ngươi tốt nhất lập tức rời đi Kim ra, chớ ép chúng ta động thủ. Giờ phút này đối mặt mọi người uy hiếp cùng bức bách, Kim Thư Tuệ nhưng là sắc mặt bình thản, nàng ngưng mắt nhìn Kim Chính Lương, đột nhiên quỳ xuống ở Kim Chính Lương trước mặt, cúi đầu nói: đang lương bá bá, Thư Tuệ thật xin lỗi người. nàng biết Kim Chính Lương là thật tâm đem mình làm thân nhân, mặc dù Kim Thư Tuệ đối với chuyện mình đã làm tình, không có bất kỳ hối hận. Nhưng, nàng cảm giác được mình chọc lớn như vậy họa, để cho Kim Chính Lương rơi vào lưỡng nan bên trong, thật xin lỗi Kim Chính Lương. Kim Chính Lương trùng trùng thở dài, hắn biết Kim Thư Tuệ ý, Kim Thư Tuệ đây là muốn tự mình hy sinh. Có thể mọi người ở đây nhưng không phải là nghĩ như vậy à. Bọn họ lấy là Kim Thư Tuệ nói xin lỗi là chẳng muốn đối mặt thiên tuyệt muôn cùng lâm ra. Muốn trốn để. Muốn kéo Kim ra trôn theo cái này một tí liền liền lưu phỉ phỉ cùng kim cầm hoa cũng không giả bộ được lưu phỉ phỉ trực tiếp chỉ kim thư tuệ tức miệng mắng to đáng chết nha đầu nuôi không quen vô ơn nhanh chóng cho ta đuổi ra kim gia. kim cầm hoa cũng là lạnh giọng nói kim thư tuệ đừng quên thân phận của chính ngươi ngươi chỉ là một cấp thấp nguyệt hồn vực người phụ thân đại phát từ bi cho một mình ngươi tiến vào dương chân vực cơ hội ngươi sẽ không liền thật lấy vì mình coi như kim người nhà chứ hiện tại ngươi không cảm ơn cũng được đi lại vẫn muốn hại kim ra sơ đẳng người chính là không biết xấu hổ. Kim Chính Lương rốt cuộc không thể nhịn được nữa, phẫn nộ quát, tất cả im miệng cho ta. Kim ra tránh điện, rốt cuộc yên tĩnh lại. Kim Thư Tuệ sắc mặt lãnh đạm mở miệng nói, ta phạm chuyện, ta tự nhiên sẽ gánh vác. Dứt lời, liền đứng lên, muốn hướng cửa đi ra ngoài. Đám người nghe vậy, đều là thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Kim Chính Lương mặt xám như cho tàn. Hắn muốn ngăn cản Kim Thư Tuệ, có thể, hắn biết, mình không thể làm như vậy. Hắn là gia chủ kim gia, bảo vệ gia tộc là hắn trọng yếu nhất trách nhiệm. Cho dù kim thư tuệ thật sự là con gái hắn, hiện tại hắn cũng chỉ có thể vì gia tộc hy sinh kim thư tuệ. Có thể, ngay tại lúc này, ầm một tiếng, kim gia cửa như là bị một cổ vô cùng là cường đại lực lượng đánh thành nghiền. Hai đội nhân mã tràn vào kim gia phủ đệ bên trong. Kim gia đám người tất cả giật mình, cả người cũng không nhịn được run đứng lên. Trước đội ngũ mới là hai đạo thân ảnh. Hai đạo hơi thở vô cùng cường đại bóng người. Chính là Thiên Tuyệt môn Triệu Phiên Giác, cùng với Lâm gia trưởng lão Lâm như thế. Lâm như thế lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim thư tuệ, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hắn cháu trai mặc dù là một phế vật, nhưng hắn cũng chỉ có một cái như vậy cháu trai à, từ trước đến giờ vô cùng sủng ái, nhưng liền chết ở người phụ nữ này trong tay. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không hận. Mà Triệu Phiên Giác chính là thần sắc lãnh đạm, lạnh lùng nói, giờ đã đến các ngươi kim gia cân nhắc được thế nào? kim gia trưởng lão giờ phút này đã là toát ra mồ hôi lạnh, cơ hồ cấp cho hai người quỳ xuống. hắn cướp ở kim chính lương lên tiếng trước nói, hồi hồi công tử, kim gia đã quyết định kim thư tuệ tội đại ác vô cùng, tùy ý thiên tuyệt muôn cùng lâm gia xử trí. nàng nguyên vốn cũng không phải là ta kim gia người, chỉ là ta kim gia hảo tâm mới tạm thời thu nhận nàng mà thôi. không nghĩ tới nàng lại là như vậy độc ác người. hôm nay kim thư tuệ đã cùng ta kim gia lại không dây dưa dễ má, phải không? triệu phiên giác thần sắc bình thản cổ tay lộn một cái liền đem một chuôi toàn thân xanh đậm giống như biển khơi giống vậy trường kiếm cầm vào trong tay hắn quét kim thư tuệ một mắt vô cùng là lãnh đạm mở miệng nói kim thư tuệ ngươi giết chết ta thiên tuyệt môn môn đồ tội khác đem giết ta chấp pháp đường đường chủ triệu phiên giác ở chỗ này hành hình kim chính lương con ngươi kịch chấn triệu phiên giác lại là muốn tại chỗ hành hình hắn chặt chẽ siết chặt quả đấm móng tay cũng đâm vào lòng bàn tay máu tươi cuồng trào hắn muốn trực tiếp xông lên mà triệu phiên giác liều mạng có thể hắn chỉ có thể nhịn bởi vì hắn là gia chủ kim gia mà lưu phỉ phỉ và kim cẩm hoa chính là một hồi sảng khoái trưởng lão các người chính là thở phào nhẹ nhõm thần sắc kim gia cuối cùng vượt qua một kiếp này kim thư tuệ mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ kinh hãi vẻ triệu phiên giác một kiếm này lại là cường đại đến để cho nàng liền phản kháng cũng không làm được bị kiếm khí tỏa định ngay tức thì chính là cả người cứng ngắc liền linh khí cũng ngưng trệ vậy hai người thực lực sai biệt quá lớn quá lớn. Nhưng vào lúc này, Lâm Như Thế nhưng là đột nhiên nhướng mày một cái, từ trong ngực lấy ra một quả đưa tin ngọc phủ. thân hôn chìm vào trong đó, một khắc sau, hắn chính là mặt hiện vẻ khó tin, chợt quá to, dừng tay. Một kiếm này ở cách Kim Thư Tuệ ngực, chỉ có một tấc khoảng cách lúc đó, hơi ngừng. Cũng chính là triệu phiên giác kiếm khí vô cùng là nội liễm, hoàn toàn ẩn chứa ở kiếm phong bên trong, nếu không, cho dù dừng lại, Kim Thư Tuệ có thể cũng đã hương tiêu ngọc phấn. Triệu Phiên Giác quay đầu, không hiểu nhìn về phía Lâm Như Thế. Lâm Như Thế tại sao ngăn lại mình? Hắn hẳn là hy vọng nhất thấy Kim Thư Tuệ người chết mới đúng a. À? Một khắc sau, làm tất cả mọi người đều không dám tin tưởng một màn xuất hiện. Chỉ gặp, Lâm Như Thế lại là ngay trước mặt mọi người, không chút do dự trực tiếp hướng về phía Kim Thư Tuệ quỳ xuống. Tất cả mọi người đều giống như là bị đột nhiên phủ xuống vẫn thạch, đập trung óc vậy hoàn toàn thử ra. Đám người tựa như mục đầu vậy, ngây ngốc nhìn lâm như thế đây chính là đường đường lâm gia trưởng lão thủy nguyên bảy tầng thiên cường giả tại sao đột nhiên quỷ hoàn toàn không cách nào hiểu một màn này thật là sau thiên kim thành đột nhiên chìm vào lòng đất còn muốn không thể tưởng tượng nổi liên liên gần đây lãnh đạm triệu phiên giác đều là ngu một màn khó tin thần sắc mà đây vẫn chưa kết thúc một khắc sau triệu phiên giác lại là lấy vô cùng là kính sợ giọng mở miệng nói kim Kim tiên tử, lần này là ta lâm ra sai rồi, lâm ra vậy nghiệt chướng mạo phạm ngài, chết không hết tội, chúng ta lại là vọng tưởng là vậy nghiệt chướng trả thù, thật là không biết điều. Tại hạ, đối với ngài nói xin lỗi, đối với toàn bộ kim gia nói xin lỗi. Hán giọng nói bên trong lại là mang theo một chút giọng run rẩy, hiển nhiên, vô cùng khẩn trương, vô cùng sợ hãi. Hết thầy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Lâm như thế làm sao đột nhiên giống như là trước liền ma vậy? Kim thư tuệ bất quá là thủy nguyên sơ kỳ tồn tại, lâm như thế ra tay một cái, liền có thể tiêu diệt hơn 10.000 tên thủy nguyên sơ kỳ võ giả chứ. Nữ nhân này rốt cuộc có cái gì đáng sợ? Cho tới, lâm như thế hèn mọn đến như vậy trình độ. Liền liền kim thư tuệ mình cũng là một bộ không rõ cho nên thần sắc. Lâm lão, ngươi, rốt cuộc thế nào? Triệu phiên giác không nhịn được hỏi một câu. hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, lâm lão có phải hay không đột nhiên tẩu hỏa nhập ma? được thất tâm phong. Lâm lão run rẩy mở miệng nói, ngươi xem đưa tin Ngọc Phủ. Đưa tin Ngọc Phủ. Triệu phiên giác thần sắc động một cái, hắn ở chấp pháp trong quá trình, sẽ hoàn toàn phong ấn đưa tin Ngọc Phủ, để tránh bị quấy rầy. Nghe vậy sau đó, hắn mới phát hiện, sư tôn cũng chính là thiên tuyệt môn tên kia thái thượng trưởng lão lại là tự mình phát tới tin tức. Triệu phiên giác đem ý thức chìm vào Ngọc Phủ bên trong, rất nhanh chính là một hơi một tí, giống như tượng đá vậy đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dừng lại vậy. Kim gia tất cả mọi người không khỏi được tò mò, kết quả chuyện gì xảy ra. Ngay tại lúc này, Kim Cẩm Hoa đột nhiên mặt hiện vô cùng kích động vẻ, cười như điên nói, ha 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 ha. Là ta, là bởi vì là ta. Bọn họ nhất định là được Thiên Vương Điện cảnh cáo, cho nên mới không dám ra tay. Thiên Vương Điện, bốn điện một trong, thực lực ở dương chân vực thuộc về thượng lưu. Thiên Tuyệt muôn cùng Lâm gia cộng lại vậy cơ hồ không thể nào đền bù Thiên Vương Điện. Đây là, đám người mặt lộ một vẻ bừng tỉnh. Đây tựa hồ là duy nhất giải thích hợp lý. Kim Cẩm Hoa tiềm lực còn lớn hơn lớn ở ngoài dữ liệu của bọn họ, lại có thể để cho Thiên Vương Điện là hắn ra tay. Những trưởng lão kia, chấp sự, mỗi một người đều là vô cùng lấy lòng nịnh ngọt nói, rực rỡ hoa, tiền đầu vô lượng, là ta Kim gia chân chính kiêu ngạo. Có Thiên Vương Điện đứng ở chúng ta sau lưng, ai lại dám chơi chúng ta kim ra. Kim Cẩm Hoa vô cùng là hưởng thụ mọi người nịnh nọt, trên gương mặt hiện lên vô tận ngạo ý, nói thật liền chính hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Vương Điện sẽ như vậy coi trọng mình à. Nói không chừng, Thiên Vương Điện rốt cuộc phát hiện ta tiềm lực, từ đây, bổn công tử thì phải một bước lên trời. Kim Cẩm Hoa càng nghĩ càng hưng phấn, duy nhất để cho hắn cảm thấy có chút ngọc có tỷ vết chính là. Bởi vì vì mình nghịch thiên, mà cứu Kim Thư Tuệ một cái mạng. Lưu Phỉ Phỉ thật là cao hứng được cũng muốn nổi điên, nàng cưỡng ép khắc chế mình tâm trạng, mới không có thất thố, vô cùng mỉa mai nhìn về phía Kim Thư Tuệ nói: "Thư Tuệ, ngươi có thể phải thật tốt cảm ơn nhà chúng ta rực rỡ hoa hà, nhớ, là bởi vì ai ngươi mới lượng một cái mạng." Giờ phút này, Kim Thư Tuệ nhưng là đôi mi thanh tú hơi nhăn, nàng rất rõ ràng Kim Cẩm Hoa chẳng qua là Thiên Vương Điện bên ngoài điện đệ tử. Thiên Vương Điện làm sao có thể bởi vì hắn còn đối với trên lâm gia cùng với Thiên Tuyệt môn. Chớ nói chi là, Kim Cẩm Hoa bản chỉ hy vọng nàng chết căn bản không có thông báo qua thiên vương điện có thể nếu như không phải là thiên vương điện dương chân vực lại có thế lực kia có thể để cho lâm gia cùng thiên tuyệt môn kiên kỵ đến như vậy bước ngay tại lúc này trong hư không đột nhiên chập chờn cùng nhau một tên tóc bạc mặt hồng hào thân hình cao lớn ông già xuất hiện ở trước mắt mọi người ông cụ này đôi mắt thần quang chạm chạm hơi thở như vực sâu sâu không lường được so với kim chính lương lâm như thế chịu phiên giác mạnh hơn rất nhiều rất nhiều Kim ra tất cả mọi người là thần sắc khẽ biến, ông cụ này thì là người nào? Chỉ có Kim cẩm hoa mặt đầy vẻ kích động, kích động được thật là đều phải không nhịn được nhảy cửa lên. Đối với Thiên Vương Điện ra tay là một, nguyên bản trong lòng một chút không xác thực định, vậy theo ông cụ này xuất hiện, mà tan thành mây khói. Hắn mặt đầy vẻ mừng rỡ như điên nhìn tên kia ông già, thi lễ nói: Đại nhân, ngài, ngài làm sao tới? Ông cụ này tên là Vương Chính Khôn, chính là Thiên Vương Điện trưởng lão ở dương chân vực bên trong trí cao vô thượng, tu vi thủy nguyên đỉnh cấp. tất cả mọi người đều một bộ trận mắt hốc mồm thần sắc. liên thiên vương điện trưởng lão cũng đích thân tới. kim cẩm hoa rốt cuộc ưu tú đến trình độ nào à? kim cẩm hoa lưng hoàn toàn thẳng tắp, một bộ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thần sắc. hắn ở trong lòng ngầm nói, trưởng lão thân trí, không phải là muốn thu ta làm đồ đệ đi? thời khắc này kim cẩm hoa thật là giống như là thân ở thiên đường bên trong à? liên liên kim thư tuệ đều kinh hãi chẳng lẽ lâm gia cùng thiên tuyệt môn đột nhiên thái độ 180 độ chuyển biến lớn thật sự là bởi vì kim cẩm hoa rất nhanh vương chính khôn liền đi tới kim cẩm hoa trước mặt kim cẩm hoa đã làm xong đại lễ tham bái nhận vương chính khôn vi sư chuẩn bị có thể ngay tại lúc này kim gia phủ đệ bên trong nhưng là hồi tạo nên bo cho một tiếng giòn giã cực kỳ vang dội vương chính khôn lại là bỗng nhiên giơ tay lên một cái tát hung hăng phiến ở kim cẩm hoa trên mặt kim cẩm hoa ngay tức thì bị tát ngã xuống đất máu mũi cuồng lưu răng cũng rớt mấy viên hắn vô cùng đờ đẫn nghi ngờ ủy khuất nhìn vương chính khôn không rõ ràng mình đã làm sai điều gì kim ra đám người cũng là há hốc miệng ba óc một phiến hỗn loạn vương chính khôn lạnh lùng mắt nhìn xuống kim cẩm hoa quát lên kim cẩm hoa kim cô nương thân là kim ra người gặp gỡ như vậy nguy cơ ngươi tại sao không hướng tông môn cầu cứu xem ngươi cái loại này lãnh huyết vô tình rác dưới ta từ trước đến giờ xem thường bắt đầu từ hôm nay ngươi liền lại cũng không phải ta thiên vương điện đệ tử ầm một tiếng phảng phất có 10 tỷ tấn đạn hạt nhân ở kim cầm hoa đầu óc hoàn toàn nổ hắn tuyệt đối không nghĩ tới vương chính khôn đến sẽ là cái loại này kết cục à thật là là từ thiên đường tới địa ngục đạo tâm cũng muốn sụp đổ vương chính khôn không có để ý thất hồn lạc phách hồ ngôn loạn ngữ kim cầm hoa mà là đối kim thư tuệ thì lễ nói kim cô nương xin lỗi không phải ta thiên vương điện không muốn xuất thủ tương trợ thật sự là thằng nhóc này không có cho biết chúng ta xin diệp công tử không nên trách tội kim thư tuệ nghe vậy thân thể mềm mại bên trong tựa như vọt qua một đạo dòng điện vậy kịch liệt chấn động một tí nguyên bản vậy giống như băng sơn như nhau thần sắc lạnh như băng cũng là ngay tức thì sóng động nước mắt từ nàng trong mắt tuột xuống nàng thanh âm run rẩy đối với vương chính khôn hỏi ngươi ngươi nói là diệp thần tới có thật không đây là thật sao đến đây là hết rồi Mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để chờ đón tập tiếp theo nha.